Hôm nay chúng ta sẽ sang chủ đề tiếp theo. Thì các em nghe này, chương giới hạn có đúng 3 bài thôi. Bài 1 giới hạn dãy số, bài 2 giới hạn hàm số, bài 3 là hàm số liên gì đây? Liên tục là chúng ta thi cuối kỳ được rồi. Đó, thì bài 8 giới hạn của dãy số này về cơ bản thì các em nhớ là gì ạ? Là 80% nó nằm ở bài dãy số. Tức là bài dãy số nếu các em hiểu thì bài hàm số này làm cực kỳ đơn giản. Thế bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em sự khác biệt giữa bài dãy số với bài hàm số. Đầu tiên, bài giới hạn hàm số là biểu thức giới hạn dãy số là biểu thức của mình toàn n. Ví dụ là n cộng 1 chia n trừ 2. Còn giới hạn của hàm số thì sẽ là x chứ không phải là n nữa. Sự khác biệt thấy chưa ạ? Một anh là n là của dãy số, một anh là x là của hàm gì đấy? Hàm số. Tiếp theo là khi em học bài giới hạn của dãy số thì n của các em chỉ xét một trường hợp là n tiến tới dương mô gì đấy? Dương mô cùng. Được chưa? Thế nhưng bài giới hạn dãy số sẽ có 3 trường hợp khác nhau cơ. Trường hợp thứ nhất là x tiến tới dương vô cùng, giống như dãy số. Nhưng mà ở hàm số thì x có thể tiến tới âm vô cùng. Ok không ạ? Thậm chí là x của tôi có thể tiến đến một hàng số. Và trong trường hợp tiến đến một hàng số lại tách thành hai nhánh là giới hạn phải. Và giới hạn gì đấy? Giới hạn trái. 1, 2, 3, 4, 5. Tức là có mấy dạng ạ? 5 dạng. Thì về cơ bản lượng công thức cũng gấp mấy lần đây? Gấp 5 lần. Được chưa? Nếu các em rửa sách giáo khoa ra có rất nhiều công thức. Thế bây giờ hôm nay thầy sẽ dạy cho các em cái cách tư duy mà nhớ công thức cực kỳ nhanh, mà em không cần phải dở, cũng không cần phải học thuộc. Được chưa? Hiểu bản chất là mình sẽ làm được hết. Đó, thế bây giờ các em ghi thầy Giang. Một là mạng lý thuyết. Rồi. Một nhỏ. Giới hạn hàm số x tiến tới dương vô cùng hoặc là âm vô cùng. Đấy, công thức đầu tiên để giới thiệu cho các em đó là giới hạn của hàm số khi mà x tiến tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng. Rồi, về cơ bản các em cũng nhớ cho thầy rất đơn giản, giống hệt bài dãy số thôi. Là nếu em tìm giới hạn của một hàm số mà x tiến tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng, mà cái biểu thức của các em là một hàng số ấy, thì kết quả có thay đổi không ạ? Ví dụ giới hạn của 1, giới hạn của 2, giới hạn của 3, thì giới hạn của nó là chính gì đây? Chính nó. Ở đây thì đặt là L nhá, là bằng L luôn. Bởi vì đơn giản là cái anh L này có chữ biến x không các em? Có chữ x không các bạn? Không. Nó chẳng ảnh hưởng gì cả, đúng không ạ? Bao giờ có x thì tôi mới quan tâm nhé. Còn nếu mà L là một hàng số cố định thì kết quả nó vẫn là L. Được chưa các em? Rồi, tiếp theo. Lim của biểu thức có dạng hàng số trên vô cùng thì kết quả nhớ cho thầy giống hết bài dãy số. Cứ hàng số trên vô cùng thì bằng không luôn, không cần quan tâm. Thầy sẽ ví dụ luôn cho các em dễ hiểu nhé. Ví dụ này, lim của x tiến tới dương vô cùng đi, của 1 trên x mũ 3. Cái tư duy của các em làm giống hết bài dãy số. X tiến tới dương vô cùng tức là x của tôi tiến một đến một giá trị rất lớn, đúng không ạ? Thì tôi cứ thay vô cùng vào dưới mẫu, đúng không ạ? Vô cùng em tưởng tượng mình là người giàu nhất trên thế giới, mũ 3 lên thì tôi vẫn giàu nhất chưa? Thêm hằng số trên vô cùng nhá, thì giá bằng mấy? Bằng không. Ok không các bạn? Rất là dễ hiểu đúng không ạ? Đấy, các em chỉ cần nhớ như vậy thôi. Rồi, hiện tại là chỉ cần hai công thức này. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái ví dụ tiếp theo, một công thức tiếp theo mà các em cần quan tâm. Tới vô cùng. Thầy ghi chung chung là vô cùng. Thực tế là nó sẽ có thể là tiến tới dương vô cùng hoặc có thể tiến tới âm vô cùng, đúng chưa? Một trong hai option đấy. Thì chúng ta hiểu rằng dạng bài giới hạn của hàm số x tiến tới vô cùng ấy, nó sẽ có hai kiểu bài chính. Kiểu bài thứ nhất là dạng đa thức. Đa thức cơ bản ấy, như là dạng dễ nhất là đa thức cơ bản, nó không mẫu không gì đấy, không căn. Được chưa các bạn? Đấy. Thì chúng ta làm được luôn.
đó là không mẫu không căn. Hoặc là nói chung ấy, nó cũng không hẳn là không mẫu không căn, nó có căn mình vẫn làm được cơ bản, nhưng mà chung quy là không cần nhân liên hợp. Đấy. Không nhân liên hợp gọi là dạng dễ, dạng cơ bản. Được chưa các bạn? Và cái dạng còn lại là loại cần nhân liên hợp. Đó. Tiếp theo đó là hàm phân gì? Phân thức. Đúng không? Phân thức thì cũng chia là dạng cơ bản với cả cần nhân liên gì đấy? Cần nhân liên hợp. Đấy, thì từ bây giờ chúng ta quy định là cơ bản tức là không cần nhân liên hợp nhé, cho nó dễ hiểu. Và cần liên hợp. Đấy. Vậy thì bây giờ câu chuyện là gì? Ngay từ đầu các bạn đọc một cái bài toán ấy, các bạn phải xác định được luôn là câu này có cần nhân liên hợp gì hay không. Đúng chưa các em? Đấy, cho nên chúng ta lại nhắc lại cho các bạn một lần nữa cái dấu hiệu nhân liên hợp. Cái dấu hiệu nhân liên hợp này chúng ta đã học ở bài giới hạn dãy số, thì ngày hôm nay vẫn giống hệt như thế. Các lớp hiểu ý thầy đang nói chưa? Giống hệt không khác gì cả. Chúng ta ghi luôn, rồi thầy sẽ ví dụ cho các bạn. Đấy. Dấu hiệu khi nào cần nhân liên hợp. Thứ nhất là bậc cao nhất phải bằng gì đấy? Bằng nhau. Tiếp theo nó phải ở dạng hiệu là A trừ gì? Trừ B. Và cuối cùng đó là hệ số của bậc cao nhất nó phải bằng gì? Bằng nhau. Được chưa cả lớp? Vẫn như một khi ba dấu hiệu đó. Khi x tiến tới dương vô cùng của x bình trừ 4x cộng 1. Nào, trả lời nhanh vào thầy. Bài này kết quả ra bao nhiêu? Bao nhiêu mày? Dương vô cùng hay là âm vô cùng? Đầu tiên nghe này, nếu các em nhìn vào một hàm số ở dạng đa gì? Đa thức. Quay về cái bài giới hạn dãy số cũng thế nhá. Cứ x tiến đến vô cùng thì mặc định chúng ta chỉ là việc với thằng bậc cao gì đấy? Bậc cao nhất. Làm chưa? Mẹo trước, bản chất sau này. Trong ba biểu thức này đâu là bậc cao nhất các bạn? X bình, tập trung vào nó, nhẩm cho thầy. Dương vô cùng thay vào. Tôi là người giàu nhất trên thế giới, mà tôi mua hai tài sản lên tôi vẫn giàu nhất chưa? Vậy là gì? Xong được ở lớp. Nhưng bản chất trình bày như thế có được điểm không? Không. Phải làm sao đây? Rút bậc cao nhất ra bên gì? Ngoài. Đấy, nếu mà trình bày kết luận nhá. Rút ra này. Trong này còn gì? X bình rút ra còn 1. 4 trừ x, à 4 nhân x chia x bình. Xong nhập rồi đó. Đấy. Anh này các bạn biết riêng này. Lim của x bình phương khi x tiến tới dương vô cùng thì là gì? Dương vô cùng. Xong chưa? Của cả cái cúc còn lại là mấy? Đấy, nếu mà các bạn trình bày tự luận, các bạn trình bày như thế. Đấy, 1, đấy 3 chấm. Hằng số trên vô cùng giá là mấy? Không. Hằng số trên vô cùng giá là mấy? Không. Không. Một quả táo, 4 quả táo chia cho 7 tỷ người, mỗi người không được miếng nào. Vậy kết quả là mấy đây? 4. Và tích của hai biểu thức này nhân vào với nhau, kết quả giới hạn A sẽ bằng vô lý dùng vô cùng. Không được. Đấy là nếu mà các bạn trình bày tự luận thì các bạn để hiểu thầy trình bày như thế này. Ok nhé các em. Rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến câu tiếp theo luôn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vài một vài ví dụ nhé, để chúng ta có một thao tác nhìn thật là chuẩn cái dạng bài này. Nào các bạn nhìn này. Đầu tiên, thầy cho một câu hàm cơ bản. Lim khi x tiến tới dương vô cùng của x bình cộng 2x trừ 3. Nào, câu này có cần nhân liên hợp không? Làm gì có căn, đúng không em? Làm gì có biểu thức dạng hiệu đâu. Tất cả những cái bài đa thức như thế này, nếu mình làm mẹo này thì chúng ta chỉ quan tâm vào bậc cao gì? Bậc cao nhất. Trong ba số hạng này bậc cao nhất là bậc mấy? Và thằng bậc 2 sẽ quyết định kết quả giới hạn chúng ta, đúng không?
Dương vô cùng mũ 2 lên là gì? Ok, xong bài. Được chưa? Ví dụ tiếp theo. Lin khi x tiến tới âm vô cùng của x mũ 3 cộng x bình trừ x. Kết quả là bao nhiêu? Tại sao là âm? Bậc 3 đúng không? Là bậc cao nhất. Âm vô cùng mũ 3 lên. Âm mũ 3 lên vẫn là âm. Được chưa cả lớp? Ok chưa? Khó hơn tí nữa này. Câu này có phần nhân lên được không? Không hay có? Hả? Các bạn nghe đứa không được khó chưa? Thế có hay không? Các em tự nghe trong lớp có thằng không có đúng không? Phân tích vấn đề này. Trong hàm căn, bậc cao nhất là x gì? X bình. Khai căn ra là trị lứa của x. Nhớ là điều này. Đừng bao giờ các bạn mặc định là x luôn nhé. Nó phụ thuộc vào cái thằng này này. Bài này x tiến tới một số âm đúng không? Thì phá trị dấu ra phải có dấu gì? Đấy, lỗi sai đầu tiên. Rất nhiều thằng cho để x và các bạn xác định sai câu này. Nhưng ông nào vừa nói cái từ có cần nhân hợp ấy. Đây này, câu sai ở đoạn này này. Bài này cần gì nhân hợp? Tại vì sao? Nghe cái bài tại vì sao em sẽ ghi nhiều sẽ hiểu. Có thấy thằng này là hệ số của nó là trừ gì? Thằng này cũng là trừ x đúng không em? Và nó ở giữa nó phải là dấu gì? Bậc 1 như nhau chưa? Hệ số âm 1 giống nhau chưa? Ở giữa dấu cộng chưa? Nếu như hợp thì thằng này phải là dấu gì? Trừ. Được chưa cả lớp? Vậy nếu câu này không cần nhân hợp chúng ta làm mẹo rất đơn giản. Âm x cộng x là âm mấy? Âm 2x. X tiến tới âm vô cùng thì âm nhân âm là gì? Dương. Xong bài. Hiểu vấn đề chưa? Thầy dừng ở đây 30 giây, các bạn cho Dung hiểu không ạ? Hiểu comment thì số 1 vào cái chat. Bây giờ có cần trình bày bản chất không hay là mẹo thôi? Bản chất trên lớp các bạn học chưa? Thế mà lại bảo là mẹo thôi. Bản chất thực ra cái dạng bài này, nhớ này. Tất cả cái bài toán lim khi x tiến tới vô cùng thì cả đa thức hay phân thức thì phương pháp là rút bậc cao nhất ra bên gì? Bên ngoài, giống hệt giới hạn dãy gì đây? Dãy số. Đúng không các em? Chúng ta đã làm rồi. Những cái thao tác này chúng ta đã làm rất nhiều rồi. Hiểu có thể nói không? Nào thầy hỏi là lần nữa có cần trình bày tự luận câu mấy câu này không? Nhá, làm mẫu một câu nhá. Ví dụ câu này đi. Nào nhìn này. Nếu chúng ta làm bản chất thì mình không thể làm vù vù như thế được. Bậc cao nhất thầy đưa ra bên gì? Bên ngoài. Và như chúng ta vừa làm thì rút ra ngoài không phải x mà phải là trừ gì? Trừ x. Sau này là căn của gì ạ? Chia cho x bình đúng không? 1 cộng với 1 trên x. Được chưa? Đấy, chữ x thầy để nguyên. Em thấy là ở đây của thầy có chữ x và ở đây của thầy có chữ y không? Rút chữ y ra bên gì? Bên ngoài. Nào, để lấy ý là này nhá, trừ x rút ra thì ở đây còn 1 hay là trừ 1? Trừ x, các bạn rút hết ra thì nó phải là cùng hết cả dấu trừ rồi đúng không? Nó phải là 1 chứ. Nào chúng ta nhầm kết quả giới hạn này. Ai này dạng tiền đến đâu? X tiền tới âm vô cùng, âm nhân âm là gì? Dương. Đấy, bản chất thì bạn viết riêng dòng này ra. Bên này là hàng số trên vô cùng là không nhá. Hàng số trên vô cùng dạng là không nhá. Vậy thì thằng này là căn bậc 2 của 1 là mấy? 1 cộng 1 là 2. Thế thì dương vô cùng nhân 2 có phải dương vô cùng đấy chúng ta làm mẹo không? Các em hiểu tư duy làm bài này chưa? Ok chưa cả lớp? Xong bài này nhá.
Đấy, thì nói những câu cơ bản trước để tí chúng ta làm những câu khó. Ngắt đi nữa đây. Treo vào vở đi các bạn. Chúng ta đang làm cái dạng dễ là liên hợp cơ gì đây? À, làm giới hạn dạng ba thức mà cơ gì đây? Cơ bản, tức là không cần nhân liên hợp. Có hiểu ý thầy giảng nó không ạ? Bây giờ chúng ta hãy làm thử một câu mà nó phải nhân liên hợp nhá. Đấy. Không chưa? Nhìn nhanh 5 giây, có cần nhân liên hợp không các bạn? Căn bậc 2 của x bình là x chưa? Thầy chắc chắn là x bởi vì x tiền đấy dương vô cùng rồi. X chưa? Bậc 1 giống gì? Ở dạng hiệu chưa? Hệ số đều là 1 giống nhau chưa? Đấy, vậy thì mình nhân lên gì? Có cần phải ghi thêm bớt nữa không ạ? Hay là dùng luôn? Nào thầy hỏi các bạn, cái này chúng ta đã làm bài dãy số rồi, có cần thầy ghi là nhân thêm cái gì, chia cho cái gì không? Hay là mình làm luôn nhá. Rồi liên hợp luôn này. Bạn nào mà không nhớ công thức thì cứ nhớ mẹo này. Liên hợp biểu thức này là bạn bình gì? Bình phương lên. Bởi vì nó là căn bậc mấy? Căn bậc 2. A trừ B liên hợp xong sẽ trở thành A bình trừ B bình. Chia cho cái gì ạ? Chia cho chính cái đề bài, nhưng mà đổi cái dấu ở giữa thành dấu gì đấy? Dấu cộng. Đấy gọi là liên hợp. Xong chưa? Bây giờ chúng ta mới triệt gì đấy? Triệt tiêu, giúp họ đi. X bình chứ bình hết chưa các em? X bình chứ bình hết chưa? Hết. Vậy trên tử chỉ còn chữ x cộng mấy đấy? Cộng 2. Vậy thì làm luôn một thao tác là gì? Rút luôn bậc cao nhất ra bên gì đấy? Bên ngoài nhá, cho nó nhanh nhá. Trừ x cộng 2 rút ra ngoài thì là rút x ra bên ngoài kìa. Thì chúng ta trên tử còn cái gì? X rút ra ngoài này. Trong này còn trừ 1 cộng với cả 2 trên gì? 2 trên x. Được chưa cả lớp? Mẫu thì làm luôn cũng thao tác này nhá. X bình rút ra bên ngoài là gì? X. Được chưa cả lớp? Ở trên tử có một số hạng có nhân tử chung lấy, ở dưới mẫu có hai số hạng có nhân tử chung lấy. Vậy chúng ta tiến hành triệt gì đấy? Triệt tiêu. Hiểu không cả lớp? Thầy triệt tiêu đi. Vậy trên tử giới hạn còn hằng số trên vô cùng bằng không nhá, giới hạn bằng không, trừ mấy? Trừ 1. Dưới mẫu nào? Hằng số trên vô cùng bằng không, hằng số trên vô cùng bằng không nhá. Căn bậc 2 của 1 là mấy? 1. Cộng với hệ số tự do là 1. Vậy kết quả tự tin này ghi là âm 1 phần mấy? Được chưa các bạn? Có cần dạy bấm máy tính nữa không? Bấm máy tính thì các bạn biết cách bấm ở buổi trước chưa? Không tin các bạn lấy CLC với mấy số 9? 4 số 9 toàn bộ biểu thức này. Ra bằng bao nhiêu? Bấm luôn đi. Ok chưa cả lớp? Nhìn đây mà. Câu này có cần nhân liên hợp không? Tại sao? Dạng cộng mà. Dạng cộng mà. Ờ đấy. Đấy bắt đầu các bạn, bắt đầu biết làm, biết chơi đùa với toán học rồi đấy. Căn bậc 2 của x bình là trị ở đố cái gì? Nhưng vì x tiền đấy âm vô gì đấy? Thì nó phải là trừ gì? Rồi ok. Ông này thì là x và dấu cộng chưa? Chính là dạng x trừ x chưa các bạn? Dạng hiệu này, bậc 1 giống nhau này, hệ số giống gì? Còn như thẳng mà thấy hệ số giống nhau đâu, hệ số của em là 1 với trừ 1 cơ mà. Ông ấy cái dấu trừ ông đã để dạng hiệu đây, nếu mà các bạn đảo lại vị trí được không? Như này được chưa? Cái này mà các bạn không biết biến đổi nữa thì chịu nhá, đúng không ạ? Thầy xếp thầy đứng đằng trước thằng này có phải đưa về dạng x trừ x không? Dấu trừ ở đây không tính là hệ số của x nữa mà mình vứt vào giữa thì là hiệu chưa? Hệ số như nhau đều là 1 và bậc giống nhau chưa? Vậy thì phải liên gì? Ok không ạ? Rồi, liên hợp nhanh câu này thì dễ rồi. Nào chúng ta liên hợp nhanh nhá. Mà tốc độ này. Nào chúng ta có lim khi x tiến tới âm vô cùng, có một lỗi sai nên nếu mà nào đi thi tự luận ấy, để ý với thầy là trong cái thằng giới hạn dãy số, cái thằng n tiến tới dương vô cùng bạn được phép bỏ đi không được ghi. Nhưng đã đọc đến x thì mặc định là phải có ghi cái này vào. Có hiểu ý thầy nó, nếu bạn thi tự luận các em rất hay sai cái đoạn trình bày là quên mất ghi không ghi như này, thậm chí là ông quên luôn cái lim là chắc chắn anh bị gạch cái phần trình bày của các em nhé.
Nào, liên hợp bình phương đúng không? Đây này, về cơ bản là nhiều bạn bảo thầy ơi, đấy các bạn ý, đây là A cộng B, em liên hợp kiểu gì? Lúc đấy là dạng hiệu ban đầu là A trừ B đúng không? Thì A cộng B hay A trừ B thì liên hợp lên đều là A bình trừ B gì? Trừ B bình. Hiểu ý này đúng không ạ? Thì cứ bình phương lên và để dấu chữ ở giữa là được. Bình phương lên x bình cộng 2x trừ 4 trừ x bình chia cho, đúng không? Giống hệt trên tử, à giống hệt cái đề bài ban đầu, nhưng mà đổi thì dấu thành dấu gì? Trừ. Đây, dấu này đổi lại. Nào chúng ta làm nhanh nhé, đoạn này nó dễ rồi, nó giống như bài trước rồi. Nào, nhẩm vào trên tử đây. X bình trừ bình hết chưa? Ở đây thầy còn chỉ còn là 2x trừ mấy? Trừ 4. Thầy làm luôn thao tác là rút x ra bên tí, bên ngoài. Chưa cho cái gì ạ? X bình rút ra ngoài, để ý nhá, để ý này, x bình rút ra ngoài phải là trừ gì? Đấy, đừng bao giờ quên cái điều này. 2 trên x bình là 2 trên x. Trừ x các bạn để nguyên. Rồi, nào chúng ta làm bước triệt tiêu này, cực kỳ hay này, đẳng cấp này. Nhìn này. Ở trên tử có một nhân tử chung thôi. Có nghĩa là có một số hạng thôi và có nhân tử chung là x đúng không các em? Ở dưới mẫu có hai số hạng nhưng đều có x chưa? Thì chúng ta tiến hành triệt tiêu. Nhưng mà các bạn nhớ là ở đây chỉ có x cho triệt tiêu, mất x đi thì vẫn phải có dấu gì? Dấu trừ nhá, không được phép bỏ đi nhá. Bỏ đi này, bỏ đi này, bỏ đi này. Vậy hằng số trên vô cùng thầy là mấy? 2. Thầy là trừ 1 chưa? Cứ để dấu trừ ở đây. Hằng số trên vô cùng bằng 0 hết chưa? Vậy còn căn của 1 là mấy? 1 và thêm dấu trừ là trừ, trừ 1. Được chưa? Thằng này là trừ mấy? Trừ 1. 2 chia cho trừ 2, vậy kết quả bằng âm mấy các em? 1. Các lớp hiểu rồi chưa? Đó. Đây là một cái câu mà nhiều bạn lại tưởng là không liên hợp, bởi vì nó ở dạng gì? Dạng tổng. Thì nhớ nhá, là mình phải bước, có một bước mình kiểm tra bằng cách rút ra đã, sau đó hãy nhìn vào tổng hay là hiệu, các em hiểu chưa? Đấy, đấy là cái sai lầm rất nhiều bạn, các bạn quên. Thì thầy mong muốn duy nhất là bạn đi thi các bạn phải để ý cho thầy cái đoạn này. Có hiểu ý thầy nói không ạ? Rồi, mấy ví dụ vừa rồi là chúng ta đã làm nhẹ nhàng với cả các bài liên quan đến bài giới hạn của dạng ba gì đấy? À, giới hạn của dạng đơn thức đúng không? Tức là không có mẫu. Bây giờ mình làm thử vài câu có mẫu nhẹ nhàng cho cái liên hợp nhá. Cái này thầy đã dạy các bạn ở buổi trước rồi, hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nào, phân thức này, dạng đầu tiên, các bạn nhớ là gì? Nào, nói mẹo trước nhá, bản chất sau. Mẹo là gì ạ? Nhìn thấy ra mà bậc tử với bậc mẫu. Bậc cao nhất trên tử bậc mấy? Bậc 2. Bậc cao nhất ra bậc mấy? Bậc 3. Tức là bậc tử nhỏ bậc mẫu chưa? Có nhớ hôm trước thầy dạy giới hạn bằng bao nhiêu không? Bằng 0. Bài hôm nọ nhá, khi bậc tử nhỏ bậc mẫu, mặc định giới hạn là bằng mấy? Bằng 0. Hoặc các em áp dụng cái mẹo làm giống hệt của bài giới hạn dãy gì đấy, dãy số nó vẫn đúng. Hiểu thế nó không ạ? Không cần làm nữa, bằng không luôn. Bây giờ mình làm bản chất này. Là ta sẽ rút bậc cao nhất ở trên tử ra và dưới mẫu ra ngoài, được chưa? Trên tử bậc cao nhất là bậc mấy? Rút ra. Cứ bình thường nghe rồi các bạn sẽ thấy nó hay. X mũ 3 trên trình nó rút ra ngoài là mấy? 1. Nhá. Triệt tiêu là các em này. Ở đây là x bình. Triệt tiêu đi. Thì ở đây là còn x không? Có hiểu thầy ý thế nói đoạn này không ạ? Dừng ở đây một giây nhá. Vậy trên tử giới hạn của thầy còn gì? Hằng số trên không, hằng số trên không, trên tử có mỗi mấy? 1. Dưới mẫu là còn hằng số trên vô cùng là bằng 0 chưa? Hằng số trên vô cùng bằng 0, thế vậy thầy nói nhầm. Tóm lại ở đây trên tử là 1, dưới mẫu còn 1 nhân x. Mà x để đến vô gì? Vô cùng. Tức là sau khi chúng ta làm mọi thứ thì trên tử là 1 và dưới mẫu là vô gì? Vô cùng.
Và hằng số trên vô cùng giới hạn bằng mấy? Bằng 0. Ok không? Tức là mẹo với cả bản chất nó ra kết quả là giống gì? Giống nhau. Các em hiểu đoạn này chưa? Dũng hiểu chưa? Cả hai là rút đi mũ 3 đúng không? Trên thử làm gì có mũ 3? Cô của các em sẽ dạy là chia cả tử và mẫu cho bậc cao gì? Đúng không? Thì nó cũng thế, giống nhau, kết quả giống nhau nhé. Nếu trên tử em chia cho x mũ 3 ấy, thì thằng này còn 1 trên x không? Giới hạn trên tử sẽ là gì? 0. Dưới mẫu là mấy? 1. Thì 0 chia 1 vẫn bằng gì? Bằng 0. Nó như nhau, về mặt định nghĩa nó sẽ là như nhau. Hiểu chưa? Ngày xưa thầy học thế, cô ngày xưa dạy cả là gì? Chia cả tử và mẫu cho bậc cao nhất. Bậc tử là 2, bậc mẫu là 3 đúng không? Các bạn sẽ chia cả tử và mẫu cho x mũ mấy? X mũ 3. Thì trên tử là giới hạn bằng 0, thì mẫu là 1 thì 0 chia cho 1 thì vẫn bằng 0. Nói chung là cách làm nó như nhau nhé. Các bạn thích làm của thầy hoặc làm theo cô của em vẫn thế, như nhau. Ok chưa? Rồi. Thế các câu sau là thầy xin phép là thôi nhá, bỏ qua cái đoạn làm tự luận ấy nhá. Nào, một câu tiếp theo. Là lim khi x tiến tới dương vô cùng của x cộng 1 trên x trừ 1. Nhìn cho thầy. Bậc cao nhất sinh từ bậc 1. Bậc cao nhất giữa bậc mấy? Có nhớ mẹo làm nhanh không? Là kết quả sẽ lấy hệ số của bậc cao nhất trên tử chia cho hệ số của bậc cao nhất dưới gì? Vậy 1 chia 1 là mấy? Nếu làm trắc nghiệm thì mất 5 giây. Được chưa? Bản chất thì thầy lại làm nhanh một lần nữa này. Trên tử bậc cao nhất là bậc 1, rút x ra. Dưới mẫu bậc 1 rút ra. Được chưa? X với x trượt gì? Vậy là hằng số 1 là 1 đúng không? Hằng số trên vô cùng là 0 nhá. 1 chia 1 là mấy? Ok nhá các em. Đấy, hai ví dụ là hai trượt với nhau nhá. Một thằng bậc tử với bậc mẫu, một thằng bậc tử bằng bậc mẫu nhá. Bậc trượt bậc cùng là bậc tử lớn hơn bậc mẫu. Nào, kết quả giới hạn này bằng bao nhiêu các bạn? Cái gì vô cùng? Bạn bảo âm vô cùng. Theo ý các em là sao? Dương vô cùng hay âm vô cùng? Có thấy bậc cao nhất được bậc 3 không? Bậc giữa bậc mấy? Theo cái mẹo thầy dạy hôm nọ ấy, là cứ bậc tử lên bậc mẫu thì kết quả bằng vô gì? Nhưng cái problem là dương âm. Problem dương âm. Em bảo dương, em bảo âm. Bạn này bảo âm, bạn khác thì sao? Minh Búc Búc sinh boy. Theo em là dương em. Hãy trả lời theo cái cách em hiểu nhá. Không hiểu thì bảo là em không biết. Còn nếu mà hiểu là thầy sẽ hỏi vấn đáp ấy. Được rồi. Một chàng trai trung thực. Thạch Âm, Quang, Đức, Nhi. Tại sao? Đúng rồi, em nhìn này. Cái thằng bậc cao nhất sẽ quyết định dấu của bài này. Đúng không em? Hiểu chưa? Và âm vô cùng mũ 3 lên là âm vô gì? Hoặc em có thể hiểu mẹo là gì? Bậc cao nhất lấy mũ 3 triệt tiêu cho bậc cao nhất ở dưới mẫu thì vẫn còn x đúng không? X mũ 3 chia x bình lấy x chưa? Hiểu không nhỉ? X mũ 3 chia cho x bình lấy x đúng không? Thì nó phải còn x mà x thì lấy âm vô cùng chứ không phải là âm vô cùng. Hiểu ra này không ạ? Xong nhá. Là chúng ta vừa gọi là vượt qua ba cái dạng cơ bản không cần nhân liên hợp nhá. Bơ thử cho này đến một câu tiếp theo. Sang bên này đi. Pau đi xem quay sang bên này. Không phải 0 trên 0. Rồi vô cùng trừ vô cùng. Và không phải là 0 nhân vô cùng.
Đấy. Không được một trong các dạng này thì mình mới áp dụng mẹo được. Còn nếu mà chạy như lợp thì mình phải lên hợp mới làm được, đúng không các bạn? Thì các bạn nhớ này, thứ nhất nếu mà bậc tử, bậc cao nhất trên tử đó, mà lớn hơn cái bậc cao nhất giới gì? Mẫu. Thì kết quả giới hạn sẽ bằng vô cùng luôn. Còn dương vô cùng hay âm vô cùng thì phải phụ thuộc vào đề gì? Đề bài. Cái đấy thì thầy không thể nói trước được, đúng không? Mỗi bài nó khác nhau, có bài ra dương, có bài ra âm. Đấy, cứ nhớ là bậc tử cao bậc mẫu kết quả vô cùng luôn. Nếu các bạn đi thi làm trách nhiệm nhanh ngâm vào bài đình. Tương tự thầy ghi tắt nhá, bậc tử mà nhỏ hơn bậc gì? Mẫu. Đấy, thì suy ra lim của các bạn đồng ấy không, không được. Và cuối cùng là nếu mà bậc tử bằng bậc gì? Bậc mẫu. Thì kết quả lim của các bạn sẽ ra là gì đây? Sẽ lấy hệ số của bậc cao nhất trên tử chia cho hệ số cao nhất của giới gì? Giới mẫu. À, thầy ghi tắt là hệ số tử nhá, hệ số tử trên hệ số gì? Mẫu. À, chúng ta ghi tắt thôi, được chưa? Đó, ba cái này các em cần phải chú ý. Thầy sẽ ví dụ luôn để các bạn nhớ. Bạn nhìn thấy bậc cấp trên tử bậc mấy? Bậc 1. Dưới mức bậc mấy? Bậc 1. Vậy giới hạn bài này áp dụng cái trường hợp mấy đây các bạn? Đúng không? Lấy hệ số của bậc cấp trên tử là 1. X hệ số là 1. Anh dưới mức là mấy? 2. Vậy kết quả giới hạn bằng 1/2. Đúng không? Nếu làm trắc nghiệm, thế con làm bản chất trình bày như thế nào để được điểm tối đa? Đấy, rút bậc cao nhất ra ngoài rồi chỉ tiêu. Rút ra như này, 1 trừ 1 trên x, x 2 cộng 3 trên gì? Trên x. Đấy, đến đây thì lại nhấn lại một lần nữa là rõ ràng bạn thấy hai cái cùng một cái hàm số này đúng không? Nếu x tiến tới 3 thì tôi thay 3 vào đúng không? Nhưng x đến vô cùng lúc nào cũng phải bước là gì đấy? Rút ra rồi triệt gì? Triệt tiêu, sau đấy tôi mới làm được. X với triệt tiêu cho các em. Xóa đi nhá. Hằng số trên vô cùng nhá. Rất là mấy? Không. Hằng số trên vô cùng nhá. Kết quả là 1/2. Giống như đây chưa các bạn? Ok chưa? Phương ok không em? Ok chưa Linh? Rồi. Nào, tiếp tục này. Nào, ví dụ câu này. Hiểu lô bé đi. Hả? Lô bé thôi. Lô bé thôi. Tao nhìn lên bảng. Hãy nhìn, nếu đặt câu này vào phần bài thi trắc nghiệm, mấy giây? 5 giây. Bậc cao trên từ bậc mấy? 3. Bậc dưới bậc cao nhất bậc mấy? 2. Cả kể nó chưa rút gọn đi các bạn nhé. Cả kể nó chưa tổ giải thì kết quả nó vẫn như thế. Bậc 3 chia bậc 2 thì rơi vào trường hợp nào đấy ạ? Tử ra mẫu chưa? Kết quả là vô gì? Đừng bơi để cái dấu nhá, cái đoạn dấu này quan trọng đây này. Đấy, cái đoạn này thì nhắc lại nó khác. Điều duy nhất dạng này các bạn cần phải học là đi cái thời cái dấu. Còn đâu mọi thứ nó giống hết thằng dưới hạn dãy số rồi. Hãy nói cho thầy rằng bài này là dấu dương hay âm? Dương vô cùng thay vào x mũ 3 là mang dấu dương chưa? Dương vô cùng thay với bình là dương chưa? Dương trên dương là gì? Dương. Đúng không em? Ai cũng biết được đấy. Nhưng đề bài này thì đổi dấu này. Đố bạn kết quả là gì? Vẫn là dương vô cùng hay là đổi dấu? Có đổi dấu không? Âm vô cùng mũ 3 lên là một số âm chưa? Dương vô cùng mũ 2 lên. À âm. Âm vô cùng mũ 3 lên là âm.
âm vô cùng có hai nên là dương. Thế âm chia dương là gì? Hiểu không ạ? Không tin lấy máy thì nào lấy máy tính ra, tôi bấm luôn. Kiểm tra nó phải chuẩn đúng không các bạn? Các bạn trong room tự bấm nhá. Nào lấy máy tính nhá. Để tin em đây. Nào, bây giờ nhá. Như thầy vừa nói, chúng ta đã nhẩm kết quả bài này là gì ạ? Là âm vô cùng, đúng chưa? Ok chưa? Bơ máy cho kiểm tra luôn cho cộng này. Nào anh vừa bấm cho đây. Hàm phân thức x mũ 3 trừ 3x cộng 1 dưới mẫu là x bình trừ 2x cộng 5. Rồi, xong chưa? Ấn xe là gì đây? LC. Bình thường x tiến tới một hàng số thì là đấy đúng không? Bài này là dương vô cùng đúng không? Thì sẽ là mấy số 9 ạ? À? 4 số 9. Can 4 số 9 vào. À từ từ, bài này đang mình sẽ là âm vô cùng nhá. Đấy, thêm cho thầy dấu trừ vào đây. Âm 4 số 9. Rồi, bằng. Xong chưa? Một số rất là to thêm dấu âm là âm gì? Vậy cái mẹo thầy dạy các bạn nhẩm kết quả chuẩn chưa các bạn? Ok nhá. Là các bạn bấm máy tính. Hai là mẹo và ba là bản gì? Bản chất. Mẹo trước này. Bậc cao nhất sinh tử bậc mấy? Bậc 1. Dưới mẫu bậc mấy đây? Đúng theo chú ý, bậc tử mà nó là bậc mẫu thì mặc định kết quả giá sẽ bằng mấy? Không. Đúng chưa? Tử lớn mẫu, kết quả giá vô cùng. Tử và mẫu, hệ số của tử chia cho hệ số của mẫu. Còn tử mà nhỏ hơn mẫu thì là bằng không. Không quan tâm hài tiền lệ âm vô cùng hay dương vô cùng nhá. Mơ làm bản chất, soi thầy bấm máy luôn này. Là bản chất nào? Trên tử thầy rút bậc cao nhất này, đúng không? Rút bậc cao nhất này là x bao nhiêu đây? 1 cộng với 1 trên gì? X. Dưới mẫu rút bậc cao nhất là x gì? Được chưa các bạn trẻ? Xong chưa? X với x triệt gì đây? X với x bình ở dưới mẫu triệt tiêu. Vậy thì trên tử mất x, dưới mẫu còn mỗi x hả? Thầy tô hẳn ngay các bạn hiểu là triệt tiêu nhá. Rồi, tức là gì? Tức là ở đây tôi có là 1 trên x, đúng không các bạn trẻ? Và hằng số trên vô cùng chưa? X trên vô cùng mà. Thì giới hạn thứ hai là mấy? Không. Đúng không các bạn? Cái cụm còn lại thì còn cái gì ạ? Hằng số trên vùng là không chưa? 1 cộng 0 là mấy? 1. Hằng số trên vô cùng là không, hằng số trên vùng là không chưa? Vậy thay là mấy? 1. Tiếp theo các bạn 1 trên 1 là mấy? Được chưa? 1 nhân 0 là 0 nhá. Bản chất cho các bạn. Bây giờ lại bằng máy gì? Bằng máy tính. Rồi can âm vô cùng âm 4 số 9 phần dấu bằng. Nhìn này, hằng số nhân 10 mũ gì âm thì chúng ta sẽ đọc ra là mấy đây? Không. Được chưa? Hằng số nhân 10 mũ gì dương thì đọc kết quả là vô gì? Vô cùng. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ ghi như này phương pháp bằng máy tính bản đầy đủ tất cả các trường hợp nhá. Ghi nốt để về các bạn nhớ. Tắt máy tính đi. À, phương pháp bấm tính lại một lần cuối cùng này. Từ bây giờ thì đừng bao giờ hỏi thầy bấm máy tính nữa nhá. Đấy. Phiên bản full option này. Đầu tiên, cái thằng dự hàm số bạn bấm được, cái thằng dãy số thì mặc định nó là tương tự đúng không? Rồi, bây giờ nhìn này. Nhìn nhá. Nếu mà đề bài của các em là lin khi x tiến tới x0, không nhá, thì chúng ta sẽ CLC x sẽ bằng x0 cộng 0,0001. Được chưa? Lin khi x tiến tới x0 cộng thì các bạn cũng CALC x bằng x0 cộng 0,0001. Lin khi x tiến tới x0 trừ
thì bạn sẽ CLC khi x bằng x0 trừ 0,0004. Thấy chưa? Tiếp tục này. Lim khi x tiến tới dương vô cùng thì bạn sẽ CLC là x bằng 1, 2, 3, 4 hoặc 5 số 9. Và cuối cùng là lim khi x tiến tới âm vô cùng thì các em sẽ CLC x của thầy sẽ bằng âm 4 số 9 5. Thế thì sau khi các bạn bấm ấy, thì bạn cũng phải nhớ cái cách kết luận. Không không kết luận lung tung là dở hơi luôn. Nào, kết luận là như thế nào? Rồi, mọi người nhìn lên trên bảng nhá. Kết luận này, đoạn quan trọng nhất này này. Nào các bạn nhìn này. Thì khi với một bài giới hạn, thầy bảo không quan tâm hàm là gì đúng chưa? Trừ cái dạng bài đặc biệt là dãy dài tổng tổng khó khó đúng không? Thì trong lúc học thầy đã hướng dẫn rồi. Thế các bạn nhìn này. Kết luận này. Nếu mà kết quả ra bằng một hàng số đẹp. Đẹp ở đây ví dụ là 0,249 tức là 0,25 đúng nhá. 0,99 tức là mấy? 1 đúng không? 1,99 là mấy? 2. Nhưng cái đấy chúng ta tính là hàng số gì? Hàng số đẹp. Đúng không em? Thế ví dụ nó mà ra hàng số đấy, lẻ lẻ này nhân với cả 10 mũ dương. Không nhá. Cứ thấy xuất hiện 10 mũ dương nhá. Thì đọc kết quả giới hạn là vô gì? Xong chưa? Nếu thằng này là dương thì là dương vô cùng. Thay là âm thì là âm vô cùng. Xong chưa? Và cuối cùng là nếu mà em có dạng hàng số nhân với 10 mũ âm thì kết quả chúng ta đọc là gì? Bằng không luôn. Giống cái bài vừa rồi. Xong chưa các bạn? Dừng bút nhìn các bạn. Nhìn vào câu này thầy. Hãy trả lời thầy câu này có cần nhớ được không? Đây là dạng phân thức bắt đầu khó hơn chưa? Đúng không? Dạng phân thức này chắc chắn là các em phải có một cái bước đầu tiên là có cân nhân liên hợp hay không đã, rồi em mới làm tiếp. Hả? Thầy thử xem các bạn có để gì không? Tao xin chúng mày. Mình nói cho thầy có cân nhân liên hợp không? Vỗ tay to nhất. Tại sao? Có sao hỏi tại sao lại không? Nào các em hãy tự vấn bản thân mình câu này có cần nhân lên được không? Giải thích nhá. Bậc cao nhất trong căn là 4x bình. Rút ra ngoài căn là cái gì các bạn? 2x một điểm về chỗ. Tại sao là 2x? Vừa vã vẩn. Vừa mới nói bài lúc ấy xong x bình khai căn ra là trị tuyệt đối. Mà x tiền âm vô cùng phải có dấu gì? Trừ ý còn gì nữa không? Cứ ba linh thiên. Nhưng bài này quan trọng ấy là dẫu có dương hay âm ấy thì cái hệ số nó không bao giờ bằng gì đây. Bởi vì một thằng là 2, một thằng là 1 đúng chưa? Thì kiểu gì không nhân lên được. Cả kể nó có lấy trường hợp dương nó không nhân lên được. Bao giờ hệ số nó phải giống nhau đều là 1. Các bạn hiểu ý thế nó không ạ? Linh hiểu không? Vậy thì bài này chúng ta làm nhanh trong vòng 10 giây. Chỉ cần xác định không liên hợp pháp mình nhẩm nhanh này. Vẫn theo cái tấc bậc tử bậc mẫu nhá. Nghe nhá. Các bạn rút bậc cao nhất trên tử ra. Rút ra chưa? Thì nhẩm trên tử cho thầy. Là những bên sân chơi chỉ chơi những thằng bậc cao nhất đúng không? Trừ 2x trừ x là trừ mấy? Trừ 2x trừ x là trừ mấy? Trừ 3x. Dưới một bậc cao nhất là mấy x? X với trệt gì? Với kết quả âm 3/2. Nếu mà bạn nhẩm nháp dưới dạng trắc nghiệm, lấy máy tính ra. Nào, cả lớp lấy máy tính ra. Các bạn cho Zoom lấy máy tính nhá. Thảo không lấy mà Nguyên năm nay không có nhiều đâu. Lấy ra. Thằng nào không lấy nhập cho thầy biểu thức này mà bấm luôn đi xem có đúng không nào. Lấy ra này. Căn bậc 2 của 4x bình cộng x trừ x
chia 2x trừ 1. 570 hay 580 đều nhập được đúng không? Chắc chắn là đến giờ này các bạn biết nhập hết rồi. Xong chưa? Nhập xong chưa đã? Thì tôi bảo bước đầu tiên là nhập đi. Can với gì? X tiến tới âm vô cùng là âm 4 số 9 hoặc 5 số 9. 1 phần 5 hay 1,5? Thế có đúng âm 3 phần 2 không? Hiểu cái mẹo làm trắc nghiệm chưa các bạn? Nếu không nhân lên hợp thì mọi thứ rất đơn giản. Các bạn cho tôi hiểu comment thầy chữ 4 phần trên chat nào kiểm tra nào. Thầy dạy nào nhìn đấy bảng nào. Các bạn em nhìn rất phức tạp đúng không? Nhìn rất là khó. Nếu mà mình nhìn ngay từ đầu, mình nhìn lướt qua thì thấy nó khó. Nhưng thầy hỏi các em đầu tiên câu này có cần nhân lên hợp đã? Có cần nhân không? Dấu hiệu thì cho là gì đây các bạn nhìn này. Thằng dưới mẫu không quan tâm nhé, bởi vì dưới mẫu có một biểu thức này. Vai trò nó không có nghĩa, quan trọng ở trên tử. Nào, bậc cao nhất trong căn bậc 2 là gì? 4x bình đúng không? Có hai biểu thức thì bậc cao nhất là 4x bình chưa? Đúng không các bạn? Thầy rút ra ngoài căn thì thầy có cái gì? Nhầm này. Căn bậc 2 của 4 thì là mấy? 2. Được chưa? Căn bậc 2 của x bình là trị tuyệt đối của gì đây? Của x. Nhưng vì x gần tới dương vô cùng, tức là x dương em dương thì trị tuyệt đối phá ra dương nguyên dấu chưa? Tức là chỉ còn là gì đấy? X. Nhớ không ạ? Còn nếu bài này của thầy x tiền tới âm vô cùng ấy thì thằng này là trị tuyệt đối, nhưng phá ra phải là trừ gì đấy? Trừ x. Nhớ vào đấy cho thầy được không ạ? Ok chưa? Đấy, vẫn là 2x nhá. Nào anh này, căn bậc 3 và 8 là mấy? 2. Đúng không? Căn bậc 3 của x mũ 3 thì vẫn là gì đấy? X. Lấy mũ này chia 3, được chưa? Lấy. Nào, kiểm tra dấu hiệu nhân lên hợp này. Để nhân lên hợp tôi cần thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất là bậc như nhau. Bậc 1 giống nhau chưa? X là x mũ 1 giống nhau nha. Rồi ok, về bậc đúng này. Hệ số bằng nhau. Hệ số ở đây là mấy? Hệ số ở đây là mấy? Bằng nhau chưa? Dấu hiệu thứ ba là phải ở dạng gì đây? Hiệu. Đúng không? Nhưng đây là dấu gì? Có cần nhân được không? Ok. Xong chưa? Vậy là như bình thường. Rút bậc có nhất ra bên gì đấy? Bên ngoài là xong. Hiểu bây giờ nó không ạ? Nào chúng ta rút đây, đấy mình đã rút nháp rồi, bây giờ tôi rút chính thức ra nhé, tôi trình bày này. Rút 4x bình ra bên ngoài thì ở đây chúng ta có là mấy? 2x. Trong căn có hai biểu thức thì thầy lấy lần lượt hai biểu thức này. Anh đầu tiên chia cho 4x bình giống hệt nó chia cho trình nó là 1. X chia cho 4x bình. Đây, bạn nào không nhầm được thì viết nháp ra. X chia 4x bình 1/4 đúng không các em? X với x, x trên tử với x dưới mẫu chia tiêu. Vậy sẽ còn gì ạ? 1 trên 4 lần của x. Đúng chưa? X chia tiêu cho x bình thì trên tử biến mất x dưới mẫu là rút gọn một bậc đi là còn x. Ok. Đó, anh này tương tự này. Rút ra ngoài 8 lần x mũ 3 thì ở ngoài là 2x. Đấy. Trong này là lấy hai biểu thức này chia mấy? Chia cho 8 lần x mũ 3. Để 8 x mũ 3 chia chừng đó là 1. Đấy, anh này là x này. Chia 8x mũ 3. X với x triệt tiêu là 1 trên x gì? X bình. X bình nhá. 1/7, 1/8. Đấy, trừ 1. Nào thầy dừng ở đây, các bạn hiểu chưa ạ? Ok chưa các em? Rồi, tiếp tục này. Bậc 4 thầy rút ra bên gì đây? Bên ngoài. Đúng không ạ? Bậc 4 thầy đang rút ra bên ngoài. Chúng ta có điều gì? Bậc 4 rút ra trị tuyệt đối. Đúng không? Căn bậc 4 của x mũ 4. Nhớ là căn bậc chẵn thì rút ra ngoài phải có trị tuyệt đối nhé. Thì nhưng mà vì x tiến tới dương gì đấy? Dương vô cùng. Được chưa? Thì vẫn là gì đấy? X. Đấy, trong này em chia cho x mũ 4. Nào thầy dừng ở đây cả lớp hiểu chưa đã? Ok chưa? Nghe này. Trên tử của mấy số ạ?
Trên tử có mấy số hạng các bạn? 2. Đây là một số hạng, đây là một số hạng chưa? Và mỗi một số hạng này đều có x đúng không? Tức là tôi sẽ rút được nhân tử gì? Đúng không? Và nhân tử trung x ở đây sẽ chia tiêu x ở dưới chưa? Hiểu không ạ? Thì làm tắt nhá. Tức là x của tôi ở đây sẽ chia gì đây? Hiểu không em? Kết thúc bài này. X tiến tới dương vô cùng đúng không? Hàng số trên vô cùng là mấy? Không. Trong này còn mỗi căn bậc 2 của mấy? 1 cộng 0 thì là 1 chưa? Ở ngoài còn hệ số mấy? 2. Vậy trên tử của tôi chỉ còn là 2 nhân với 1. Ok. Tiếp theo, hàng số trên vô cùng là 0 chưa? Hàng số vô cùng là 0 chưa? Căn bậc 3 của 1 là mấy? 1. Hệ số là mấy? 2. Được chưa các em? Hàng số trên vô cùng là 0 chưa? Căn bậc 4 của 1 là mấy? 1. Vậy bài này thì Giang xin phép kết luận là mấy đây? 4. Các em lấy máy tính bấm cho đây kiểm tra luôn, xem đúng hay sai nào. Bao nhiêu? Nào các em nhìn lên bảng cho đây. Đầu tiên nhìn như này xem. Nhìn ở thầy xem bài này có khối nhân hợp không đã? Bạn Tuấn bảo không, các bạn khác thì sao? Bạn Hiếu bảo có, bạn khác thì sao? Có. Không. Thôi. Nhầm nhí mất 10 giây rồi. Chắc là có. Việt Anh. Không. Huy. Nào, phân tích nhé. Thầy chưa nói đến mẫu vậy nhá. Bài này khả năng mẫu mình cũng phải kiểm tra. Được chưa? Nhưng kiểm tra trên tử trước này. Căn bậc 2 của 4x bình bằng bao nhiêu đã? 2x 1 điểm. Sai. Đúng không? Mình chỉ quan tâm bậc cao nhất thôi này. Căn 2 của 4 là 2. Căn bậc 2 của x bình là trừ x. Đúng như mọi khi tổng quát là như này chưa? Như x tiến tới gì? X tiến tới âm vô cùng. Là số mấy số dương? Âm. Thì anh này phá ra phải có dấu gì? Thì phải là trừ mấy cây. Được chưa các em? Rồi, ok. Ở đây thầy đang có trừ 2x. Hiểu ý thì nó không ạ? Ok chưa? Căn bậc 3x mũ 3 thì dễ rồi đúng không? Cái thằng căn bậc lẻ không cần chịu đối. Nó bản chất nó chỉ cần là x mũ mấy? Mũ 1. Bởi vì 3 chia 3 là 1. Cô cần như thế nào không? Thầy bảo rồi có 3 cái thông số để kiểm tra. Thứ nhất về bậc này. Bậc có giống nhau không? Bậc có bằng nhau không đã? Anh này bậc 1. Bậc 1 giống nhau chưa? Bậc ok này. Được chưa các bạn? Hệ số bằng nhau không? Hệ số bằng nhau không? Ai bảo có? Ông này là mấy? Bỏ mình không quan tâm đến dấu trừ luôn. Đây là mấy? Hay là mấy? Hệ số bằng nhau đâu? Hệ số không bằng nhau thì liên hợp làm được cái gì hả các em? Hiểu ý thầy nói bài này chưa? Ok chưa? Tử không cần liên hợp nhá. Đúng chưa đã? Mẫu thì sao nào? Mẫu thì sao nào? Mẫu cần liên hợp không? Nhìn nhá. Đấy, các bạn lại trả lời liên chuyên rồi. Nhìn này. Nghe thầy nói. Căn bậc 2 của x bình bằng mấy? Trị tuyệt đối của x. Nhưng vì x âm thì tôi phá ra phải có dấu gì? Trừ. Đúng không? Anh này dấu trừ thì để ở giữa chứ. Anh này x thì giữ nguyên. Nào dấu hiệu nhân liên hợp này. Được chưa? Để cho dễ làm em rút dấu trừ ra bên ngoài được không? Đều có dấu trừ mà. Tôi rút dấu trừ ra bên ngoài. X cộng gì? Đúng không ạ? Bậc tử. À bậc cây này là mấy? Bậc này là 1 chưa? Hệ số là 1 giống nhau chưa? Nhưng ở đây có phải ràng hiệu không? Không. Vậy có cần nhân liên hợp không em? Không. Hiểu ý thế nó không ạ? Nếu mà nhân liên hợp cả kế em rút dấu trừ ra thì ở đây nó vẫn phải là ở dạng gì đấy? Dạng hiệu. Thì khi đấy em mới nhân liên hợp. Tức là ở trên thì không thỏa mãn điều kiện về mặt hệ gì đấy? Hệ số.
Ta hay ở dạng hiệu đây này. X trừ đi 2X là dạng hiệu đây này. Nhưng mà hệ số không bằng nhau, không cần lên được. Thay đi bậc như nhau, hệ số bằng nhau nhưng ở đây có dạng hiệu không? Không. Đi được em. Vậy thì bài này mình trình bày như thế nào? Đáp ơn thầy sẽ chữa bản chất câu này trình bày ra nhá. Ok chưa? Thì thực ra là nó vẫn là như thế thôi, nhưng mà thầy viết rộng ra một tí. Nào các em nhìn này, tập trung nghe đây này. Đã trình bày bản chất thì cứ rút bậc cao nhất ra ngoài. Nào anh này tôi rút ra ngoài là trừ 2x nhá. Đấy, mình rút sẵn rồi. Thì cái thế mà làm thôi. Đấy, tôi đưa 4x bình ra ngoài sẽ là trừ 2x. Bên trong là thầy chia cho 4x bình. 4x bình chia cho nó là 1. Đấy sẽ là trừ 2 lần chia 4x bình. Rồi. Anh này của tôi là căn bậc 3 của x mũ 3, rút ra bên ngoài là x. X mũ 3 chia cho x mũ 3 là 1 cộng với 1 trên x mũ 3. Nào, dưới mẫu các em cũng làm như vậy này. Căn bậc 2 của x bình này chưa? Rút x ra bên ngoài thì là trị đối của gì đây? Của x. Đấy, thầy vừa giải thích rồi. Vì là x là một số âm cho nên là ở đây phải có dấu gì đây? Trừ. X bình chia cho x bình là 1 cộng với 1 trên x bình này. Nào thầy dừng ở đây, cả lớp hiểu chưa đã? Ok chưa các em? Được chưa? Rồi, đến đây các em nhìn trên tử có mấy số ạ? 2 số ạ. Có x chưa? Ở đây có x chưa? Tức là thầy sẽ rút x ra bên gì đây? Bên ngoài. Rút x ra bên ngoài. Mấy cái đấy đưa ra bên ngoài. Dưới mẫu có x không? Có. Có x không? Có. Tức là ở ngoài trên tử sẽ có một nhân tử chung là x, dưới mẫu là x cho các em. X với x sẽ triệt gì đây? Triệt tiêu. Hiểu ý ở đó không ạ? Đấy, hoặc là mình hiểu đơn giản là trên tử có 2 số hạng chữ x, ở dưới mẫu có 2 số hạng chữ x thì tôi chia tất cả cho x. Triệt tiêu này. Vậy thì còn cái gì? Kết thúc bài rồi đấy. Là kết quả này. Nhẩm nhá. Hằng số trên vô cùng không em? X tiến tới âm vô cùng hay dương vô cùng cũng thế à? Hằng số trên vô cùng giới hạn bằng mấy? Không. Trên tử là còn căn mấy? Căn 1 là 1. Nhân với 2, nhân với âm 2 là trừ mấy đấy? Trừ 2. Vậy thì có là trừ 2. Hằng số trên vô cùng chưa? Giới hạn là gì đấy? Không. Căn bậc 3 của 1 là 1. Hệ số đây là 1, được chưa? Không có gì, nhưng mà thực ra mình chia cho x rồi thì nó có hệ số là 1. Thì ở đây sẽ là vẫn là 1 thôi. Dưới mẫu nào? Trừ 1 nhá, đúng không? Trừ 1 chứ. Nhân với căn bậc 2 của 1 là 1. Vậy là trừ 1. Anh này triệt tiêu đi thì thực tế là chia cho chính nó con mấy đấy? 1. Kết quả là âm 1 chia âm 2. Vậy là 1 phần mấy? 1 phần 2. Các lớp hiểu bài này chưa? Bấm máy tính em biết ngay. Bấm máy tính biết ngay. Bọn em bấm máy thêm ra bao nhiêu? Nhưng mà thầy sẽ chữa theo phong cách là bấm được cả máy gì đây? Hiểu không ạ? Thế nhưng mà vẫn bấm được, thế thì mới dạy các bạn chứ. Hiểu không? Nhưng mà không tuyệt đối 100% nhá. Có những bài nói chung là nó là những câu ra trồng bấm máy thì về cơ bản là hầu hết là sẽ trồng bấm. Nhưng mà thầy sẽ dạy cho bạn dấu hiệu con nào bấm được, con nào không. Và nếu câu chuyện là nó khó không bấm được thì mình vẫn phải làm gì đây? Làm được bằng tay. Hiểu không ạ? 22 giờ tối mai nhá, trừ khi nhà thầy mất điện. Nghe thì nói này, tại vì sao? Bởi vì em nhớ là cái việc mình học ở đây không phải là để điểm cao trên trường. Nếu mà các bạn điểm cao trên trường ấy, thật sự với các bạn luôn. Ví dụ đề chứng định ấy còn không có câu nào như này cơ. Nhưng mà tại sao thầy vẫn bắt các bạn học để các bạn thi đại học nữa cơ mà? Hiểu không? Năm nay chưa có form đề đại học của các em nhá. Biết đâu ngày mai các ba cái này mà bắt cho mày thi tự luận. Và câu này thi tự luận thì sao? Hiểu chưa? Thế bờ nghe. Câu này của bạn ấy là câu trắc nghiệm. Hỏi A bằng bao nhiêu? Đấy. Hay bây giờ nghe thầy phân tích vấn đề này. Nào cả lớp nhìn dừng bút nhìn lên trên bảng. Câu này thì thầy vẫn chế cho các bạn nhé. Bây giờ nhìn này. Nghe này. Câu này là nghe thầy chưa định chữa câu này đâu. Nhưng mà thôi lỡ chép rồi thì chữa luôn. Cho nó đẳng cấp. Đầu tiên nhìn phát ra luôn. Mời quý. Câu này có cân nhân liên hợp không? Không. Tại sao? Vì một điểm về chỗ. Biện luận đấy sai bét. Nghe nó tại sao không sai nhá.
Đấy, không nói gì mẫu nhá. Giống như câu này chúng ta làm đúng không? Ngay vừa câu vừa rồi là mình là không nói để mẫu ở trên tử này. Đức xem có quay được trên này đấy. Được ạ. Ok. X bình căn bậc 2 của x bình là mấy? Bởi vì là x tiến tới dư vô cùng. Dạ. Đây là ai? Rất nhiều người sẽ nghĩ như bạn Quý, bảo là em thưa thầy, bài này không cần trên đối thử, bởi vì ở đây là dấu cộng. Đúng chưa các bạn? Câu chuyện là A tôi chưa biết, đúng không? A có thể bằng 1, có thể bằng 3, có thể bằng 4. Những cái dạng đấy không nhân lên được. Nhưng A bằng trừ 1 một phát là phải nhân lên được. Có đúng A bằng trừ 1 thì là x chứ x không? Dạ nhân lên được chưa? Vậy bài trong đầu của em phải chia mấy trường hợp đây? 2. Bây giờ nghe cái đoạn này thì làm cho các bạn đẳng cấp luôn. Hết được chấm này tập trung nghe nhá. Đầu tiên trường hợp A khác 1, A khác trừ 1 trước. Ok không ạ? A khác trừ 1. Nếu A khác trừ 1 thì đảm bảo là gì ạ? Thứ nhất nhá, nếu mà A dương thì dương cộng dương rồi đúng không? Không cần nhân lên được chưa? Hiểu đoạn này không ạ? Tạ Phương Anh hiểu đoạn này không em? Tư duy như này nhá, A khác trừ 1 đúng chưa? Thì ví dụ đơn giản là A dương đi, A dương thì các bạn ví dụ các bạn nhìn đây là 2 cộng 2 đúng không? Đấy, ghi số 2 đây cho dễ hiểu nhá, 2 cộng x này. Thì là mấy x? 3 x. Và chia cho mẫu, dưới mẫu là mấy x? Được chưa? Hiểu cái này chưa? Thì bài này là 3 chia cho 2 thì là 3 phần mấy? 3 phần 2, tóm lại là kết quả bằng hằng số gì? Ở đây vì thể bịa là số 2 thì đương nhiên nó không bằng 2 rồi. Nhưng mà về cơ bản là gì? Nếu A là một số dương thì chắc chắn là giới hạn này sẽ ra bằng một hàng gì? Hàng số. Có hiểu đoạn này thì nó không ạ? Tạm có anh hiểu đoạn này không nhỉ? Dừng này, cái này thì cần các bạn trung thực. Hiểu thì nói còn, à không hiểu thì gật, còn không hiểu hỏi lại nhá. Thầy cần các em tập trung cao độ. Cái này thì nói rồi mà em. Em nghe này. Thầy là em lại em nghe được đoạn sau và em nghe đoạn đầu, em bỏ đoạn giữa. Thầy vừa giải thích rồi. Ở đây khi A khác trừ 1 thì thầy đang giả sử A là một số dương cho các em dễ tưởng tượng đúng chưa? Và để cho dễ tưởng tượng hơn, thầy lấy ví dụ là A bằng mấy? Bằng 2. Tất cả đang là ví dụ, em hiểu ý thầy nó không ạ? Ok chưa? Thế thì bây giờ không thích ví dụ nữa thì tổng quát nhá. Chúng ta chơi tổng quát này. Nếu tổng quát thì AX cộng với cả căn bậc 2 của x bình thì chúng ta rút x ra thì tôi là có trên tử là A cộng mấy. Được chưa? Đang nói cách làm trắc nghiệm đi nhá, tí trình bày tự luận thầy nói sau. Và gì mẫu là bậc cao nhất, chỉ có ra bậc cao nhất thôi mà. Đúng không các bạn? Và x với x trừ gì đây? Thì A cộng 1 trên 2. Đây là kết quả giới hạn của bài này chưa? Đúng không cả lớp? Và là kết quả giới hạn của bài này rồi thì thầy cho bằng mấy? Thế tìm được A không? Nếu làm trắc nghiệm xong luôn rồi đấy, kết quả là nhân lên là 4, 4 trừ đi 1 là mấy? 3. Và rõ ràng 3 khác trừ 1 chưa? Đây là mẹo nhá. Đây là mẹo, nếu mà câu này làm trắc nghiệm bạn tìm được A rồi nhá. Với trường hợp A khác 1, khác trừ 1 đúng chưa các bạn? Thế có những bạn bảo em không công nhận, em không tin. Nào thế thì bây giờ thầy làm bản chất cho các bạn này. Các bạn hiểu cái mẹo làm trắc nghiệm đã? Rồi ạ. Rồi, bơ làm bản chất nhá để chứng minh rằng A bằng 3 thật nhá. Mẹo là lúc ấy chúng ta vừa làm câu vừa rồi đấy, chỉ cần quan tâm bậc cao nhất thôi mà. Nào bây nhìn này, tập trung nghe nhá. Tập trung. Nếu theo mẹo là tôi sẽ rút bậc cao nhất ra, đúng chưa? Đấy thì bơ nhìn này, thầy ở đây tôi gọi là A đi. Nào suy ra A sẽ bằng gì ạ? Nào, thằng này là AX thì để nguyên. X bình thì rút ra ngoài là X nha. X thì để dương vô cùng. Trong này chúng ta sẽ chia cho X bình đúng không em? Nào, dưới mẫu chúng ta làm luôn một bước là rút bậc cao nhất ra bên gì đấy? Bên ngoài.
Có hiểu đoạn này không ạ? Thầy dừng ở đây chưa? Ok chưa? Rồi, ở đây chúng ta làm luôn cái bước này. Ở trên tử có mấy soạn đây? 2 đều có x đúng không? Thế chia cho x ở dưới mẫu được chưa các bạn? Chúng ta không cần trình bày là rút nhân tử chung x một lần nữa rồi mới chia tiêu nhé. Làm này cho nhanh nhé. Hiểu ý là nó là này không ạ? Chia tiêu đi. Bạn đi bài thằng này cho bằng máy. Đọc kết quả. Hằng số trên vô cùng, hằng số trên vô cùng chưa? Là không đúng không? Dạ là không. Vậy căn của 1 là mấy? 1. A là một hằng số, vậy trên tử là A cộng mấy? Đấy, các bạn tiếng Anh đúng cái như cái lúc thầy vừa dạy các bạn nhẩm làm trách nhiệm hơn gì nhỉ? Lại giải ra bằng 3, được chưa? Này đã ok chưa không chưa? Đã thỏa mãn chưa? Đây, đến đây là khoanh đáp án rồi, kiểu gì nó chỉ có trường hợp này thôi. Được chưa? Hiểu chưa em? Được chưa cả lớp? A khác trừ 1, ta ra bằng 3 thỏa mãn. Thế trường hợp còn lại chúng ta sẽ là gì? A bằng trừ 1. Và nếu làm trắc nghiệm thì đến đây có cần làm nữa không? Bấm máy gì? Máy tính kiểm tra, đúng không các em? Thay vào đây. A bằng trừ 1 nhá, thì thằng này ra trừ gì đây? Mình và người thông minh mình để luôn ở dạng hiệu này. Trừ x thì đảo ra đằng sau chưa? Tức là căn sẽ trừ đi gì? Trừ đi. Hiểu ý thì nói là này không ạ? Theo các bạn trẻ, câu này có cần nhân liên hợp không? Căn bậc 2 của x bình là x chưa? X trừ x bậc giống nhau, hệ số như nhau ở dạng hiệu chưa? Liên hợp luôn. Nào, trên tử chúng ta còn cái gì ạ? A trừ B đúng không em? Mình liên hợp sẽ là A bình trừ B gì? Anh này mất gì? Mất căn. Được chưa cả lớp? Ờ chữ x bình phải mất. Rồi, kết quả rút gọn nào. Anh đưa đây, kéo sang bên này đi. Em ngắt đi rồi quay kéo sang. Tại vì edit cho dễ. Rồi, chúng ta sẽ có là gì? Lim khi x tiến tới dương vô cùng. Đấy, kem nhẩm cho thầy ra là x bình trên bình hết rồi gì? Vậy chỉ còn là x cộng mấy? X cộng 1. Và dưới mẫu là 2x trừ mấy? Ờ quên mất nhỉ? Đấy, đoạn này mình quên đấy. Bảo sao mình thấy lại thấy nó bất hợp lý. Quên, sorry các bạn nhé. Nói lại này. Ở đây là mẫu ban đầu là còn 2x trừ 1. Nhưng mà liên hợp thì mình phải nhân với biểu thức trên này mà thêm dấu gì? Cộng. Được chưa? Đấy, thế thì thầy sẽ viết bổ sung ở đây nhá. Rồi, trên tử xuống giới hạn còn gì ấy? X cộng 1. Nhưng mà ở trên tử chúng ta làm luôn cái bước rút x ra ngoài được chưa? Rút bậc có nhất ra ngoài luôn nha các bạn nhá. Thì thầy sẽ còn là x 1 cộng với 1 trên x. Nào, anh này bậc có nhất là bậc mấy? Bậc x, bậc 1 đúng không? Thì chúng ta cũng rút x ra bên gì? Bên ngoài là 2 trừ đi 1 trên x. Nào, căn đây chính là căn bậc 2 ở trên đúng không các em? Được chưa? Thầy rút x bình ra bên gì? Bên ngoài căn thì sẽ còn gì? X. Đúng chưa các bạn? Hiểu ra đây không nhỉ? Đây là chính là thằng này đúng không? Đấy, rút x bình ra ngoài. Một cộng với cả một trên x cộng một trên x bình. Trong này còn cộng gì? Cộng x. Nào, nhìn đoạn này chúng ta làm nốt là xong nhé. Nhìn thế này không được cả lớp. Đây mình làm tắt luôn nhá. Ở đây em thấy trong cái biểu thức này có mấy thằng x đây? Hai số ạ, nhưng mà đều có nhân tử chung lấy chưa? Làm nốt một bước là rút nốt x ra bên gì? Bên ngoài. Rút đồng thời x ở đây ra bên ngoài.
thì thằng ngày xưa trở thành cái gì? X bình không cả lớp. Làm tắt đoạn này nhá. X bình bút xóa, bút xóa. Được chưa cả lớp? Hiểu không ạ? Hay đọc kết quả. X chia x bình thì triệt gì? Còn gì? Đấy, bài này nó hay nhá, thầy ghi trình bày câu bước cuối cùng luôn. Trên tử còn 1 nhân với 1 cộng 1 trên x chia cho x bình chia cho x à, chia tiêu cho x thì vẫn còn x đúng không các em? 2 đấy, đến đây thì đẳng cấp rồi các bạn, xong bài rồi. Nhìn này, trên tử là mấy? 1 nhân với 1, đây này là 0 chưa? Đó là trên tử là 1 nhá. Anh này tiền từ gì? Vô lý, dương vô cùng. Anh này tiền từ mấy? 2. Anh này là 0 là 0 nha các bạn. Hằng số dương vô cùng mà. Là căn của 1 là 1. Cộng với 1 là mấy? Thôi, đọc đúng kết quả. 1 trên vô cùng giới hạn phải bằng mấy? Đoạn này thì ghi nhưng mà trong bài tự luận không được ghi nhầy nhá. Xét tử riêng, xét mẫu riêng, suy ra kết quả giới hạn bằng mấy? Hiểu ý thầy nói không ạ? Trong ghi như này để các em cho dễ hiểu thôi. Còn thực tế là không được viết là 1 trên vô cùng, được chưa? Giới hạn trên tử bằng 1, giới hạn dưới mẫu là vô cùng. Vậy suy ra biểu thức sẽ là giới hạn bằng mấy? Bằng 0. Có thỏa mãn đề bài không? Đề bài yêu cầu giới hạn bằng mấy? 2. Được chưa? Vậy thì trường hợp này gì đấy? Loại. Nhưng làm trắc nghiệm chúng ta đã loại từ đầu rồi các bạn ạ. Bởi vì trắc nghiệm là chúng ta sẽ bấm máy gì đấy? Máy tính. Có hiểu ý thầy nói không ạ? Ok chưa? Bấm luôn cho các bạn sợ. Mời anh Đức lên. Bây giờ nhá. Bây giờ anh Đức lấy thầy máy quay ngắt từ đây đủ với kia này. Thầy nó sẽ nói đoạn bấm máy tính luôn. Em ngắt luôn đi đã rồi hắn. Rồi. Chưa phải à? Đúng rồi. Thế thì tối mai em phải vào xem đi. Nếu em muốn 8 cộng 9 cộng và muốn thi đọc điểm cao. Ôn tát đi em. Thầy bật sẵn rồi. Nào, nghe đoạn này. Nếu câu này làm trắc nghiệm. Em kéo sang đây. Quay được đến đây đúng không? Lỗi quay được đến đây đúng không? Thế em kéo sẵn ra đây. Đưa lên mạnh mẽ kéo hẳn sang bên này này. Thì nhìn ở đây cho dễ được không? Được chưa? Nếu góc nhìn câu này làm trắc nghiệm này. Lúc đấy ở trường 1 này nhìn này. Đây nhá. Đúng không? Nếu đấy thầy xét trường 1 là A khác trừ mấy? Trừ 1. Thì có phải trên tử của chúng ta sẽ còn là A cộng 1 trên X. Dưới mẫu lấy bậc cao nhất là mấy? Được chưa? Và giới hạn đẹp bằng mấy? X với X triệt gì? Và chúng ta giải ra A bằng mấy đấy? Đúng chưa? Là đến đây mình đã khoanh được đáp án rồi. Nhưng sẽ có, ví dụ có đáp án thêm là A bằng 3 hoặc A bằng trừ 1. Tức là còn trường hợp bằng trừ 1 nữa đúng không? Tôi xét trừ 1 thì bây giờ mình không cần phải làm lòng hoàng như là tự luận vừa rồi. Nào, chúng ta thay trừ 1 vào đây. Phân số trừ x, trừ x cộng với căn bậc 2 của x bình cộng x cộng 1 chia cho 2x trừ 1. Được chưa các bạn? Mình kiểm tra luôn. X tiền tới dương vô cùng gì? Tốc cao này mới số 9, 4 số 9. Hằng số nhân 10 mũ âm, hôm trước thầy đang dạy chưa? 10 mũ âm đọc kết quả ra bằng mấy? 0. 10 mũ dương kết quả là vô gì? Đó lại bằng 0 gì? Có thỏa mãn không? Vậy trường này gì đấy? Loại. Nếu làm trắc nghiệm. Vậy khoanh luôn đáp án là A mấy? 3. Hiểu bài này chưa? Ok chưa cả lớp? Xong bài nhá. Các bạn cho Zoom hiểu comment cho thầy số 5 vào cái chat. Rồi xong rồi. Hỏi đi em. Bây giờ lúc các bạn thắc mắc ấy, trước khi thầy chuyển sang câu tiếp theo.
Sao chiều có 2 bài không phải 3? Đề bài yêu cô là mấy? Thế em vừa tìm ra là mấy? Có thỏa mãn không? Hiểu chưa? Ok chưa Giang? Xong chưa? Rồi. Em thôi đây, đây nhá. Lúc nãy chúng ta giới hạn dạng bình thường đúng không? À nhưng mà câu này là giới hạn đến một hàng số rồi thì nó vẫn thế, nó vẫn dễ như thế. Thôi bây giờ thầy cứ ví dụ một câu đơn giản trước, dương vô cùng này. Nào, câu này nhẹ nhàng tình cảm trước nhá. Rồi, nhìn lên trên bảng. Câu này có cân nhân liên hợp không ạ? Có đúng không? Căn bậc 2 của 4x bình thì là mấy? 2x. Căn bậc 3 nhá, căn bậc lẻ của x mũ lẻ thì không phải trị tuyệt đối nhá các bạn. Không cần trị tuyệt đối nữa, nó là x luôn, được chưa? Mất luôn, không quan tâm, cứ căn bậc chẵn. Căn bậc 2 của x bình, căn bậc 4 của x mũ 4, hiểu như thế nó không ạ? Thì tóm lại chúng ta nhẩm là anh này là căn bậc 2 của 4x bình là 2x, căn bậc 3 của 8 là 2, căn bậc 3 của x mũ 3 là 2x. Là ở đây chúng ta có là 2x trừ 2x chưa? Đúng không em? Thì liên hợp như liên hợp kiểu gì? Đấy, các em nhớ bài hôm nọ thầy dạy không? Giới hạn dãy số y xì đúng không? Nếu mình thay cái chữ cái x thành n là cái này mình học được chưa? Là cứ căn lệch bậc mình phải thêm gì? Thêm bớt. Đó. Nhớ về xem cái đề số 7 phần 2 nhá, ghi vào vở đi, về xem đề số 7 phần 2. Bởi vì đề số 7 phần 2 cuối buổi thầy có trước một bài căn lệch bậc nhưng mà nhân là tích. Đây này, đề số 7 phần 2 nhá. Cái dạng căn lệch bậc này, căn bậc 2 nhân với căn bậc 3 thì thêm bớt khó hơn dạng này nhá. Thì về xem đi nhá. Đấy, thì nhắc lại một lần nữa, chú thích luôn trong vở là về xem câu cuối cùng. Đấy, thầy không nhớ là câu cùng hay câu gần cuối, nói chung là cuối buổi đấy thầy có dạy cái dạng này rồi, là thêm bớt căn bậc 3. Đấy, này rất là dị này. Đấy, đặc biệt, nhưng mà khả năng là dị thì lại tỷ lệ thi ít, nhưng mà dạng này hay thi, vừa thầy nói dạng này trước. Quay trở lại thời gian, đấy các bạn biết xem Doctor Strange không? Có cái không xem siêu anh hùng à? Có cái viên đá thời gian này. Quay trở lại thời gian, chúng ta học bài giới hạn dãy gì đấy? Dãy số. Dạng căn bậc 2, căn bậc 3 thì mình sẽ thêm bớt đúng không? Nhưng thêm bớt cái gì? Có nhiều bạn là thêm bớt một số là sai nhá. Thêm bớt một số là dạng bài giới hạn x liên với một hàng gì đây? Hàng số. Hôm nay lấy tiền đề vô cùng nhá. Thêm bớt chính cái bạn vừa kiểm tra nhân liên hợp này. Cái này mình đã học rồi, được chưa? Nhắc lại. Thôi thêm bớt thôi các bạn, nhanh lên để chúng ta sang một câu chữ M nữa. Thêm bớt đi các bạn. Căn của 4x bình trừ 1 cộng x, à cộng 1 đúng không? Trừ mấy x? 2x, được chưa? Cộng mấy? Đúng không? Thì để ra hiệu mà A trừ B cộng với A trừ B. Ôn lại một lượt nhé, không lại quên. Không nhờ? Rồi. Chúng ta liên gì? Liên hợp. Liên hợp bậc mấy? Bậc 2. Thì là A bình chứ B bình. Đúng chưa các bạn? Thì là 4x bình trừ x cộng 1 trừ đi thằng này. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Chia cho cái gì các bạn? Chia cho cái gì ạ? Liên hợp của thằng này thì giống hệt đúng không? Nhưng mà là dấu gì? Dấu cộng. Được chưa? Đấy. Anh này liên hợp bậc mấy? Bậc 3. Thì là A mũ 3 chứ B mũ 3. Tức là 8 lần x mũ 3. Trừ đi thằng mũ 3 lên. Đấy. Nào đoạn này nhớ liên hợp không? Liên hợp của thằng này không phải là A cộng B đâu nhá. Nó là bậc 3 không phải là A cộng B đấy các bạn nhá. Liên hợp của thằng này là gì? Các bạn nhớ hẳn ở trước này. A trừ B đúng không?
Thì nhân thêm với cả A bình cộng AB cộng B gì? Rồi, ghi nho nhỏ đây đi. Ghi ở dưới nhá, cho thế này. Đấy, A trừ B nhân với A bình cộng A nhân B cộng B bình. Thế đây là cái ban đầu rồi này. Vậy thì mình phải chia cho cái này đúng không? Bởi vì mình đã nhân thêm cái này vào đây rồi để nó thành A mũ 3 trừ B mũ 3. Thế thì nó không ạ? Thì chia cho thằng này bình phương là 4 gì? 4x bình cộng với 2x nhân căn bậc 3 của 8x mũ 3 cộng 1. Nên nó giống hết cái bài dạng dãy số các bạn, nó thay mỗi ký tự x thành dãy ký, thay mỗi ký tự n thành ký tự x thôi, giống hết. Được chưa? Đấy, A bình này cộng A nhân B này cộng B bình, được chưa cả lớp? Rồi, đến đây chúng ta giúp bậc cân chất ra ngoài nhá. Nào đoạn này thì làm tắt nhá, đoạn này làm tắt nhiều bước để tập trung nghe này, cho đỡ mất thời gian này. Rồi, 4x bình trừ 4x bình hết chưa? Hết rồi đúng không? Vậy ở trên tử là có x cộng mấy? Cộng 1, được không các em? Thầy rút luôn x ra bên gì? Bên ngoài. Được chưa cả lớp? Ok chưa? X bình ở đây rút ra ngoài, vì tiền thấy dương vô cùng mà. Thì là x. X trên x bình. Được chưa? Đâu đây là x thôi. Đấy, cộng với 2x. Được chưa cả lớp? Ok không ạ? Thầy là gì đây? 8x mũ 3 trừ 8x mũ 3 hết chưa các em? Thế thử còn mấy? 1. Ok. Bài thầy bịa ra mà. Chưa là có thể. Nói rất là hay. Rồi ok, không sao nhá. Đến đây các bạn đừng làm gì ở giấy mẫu. Đừng làm gì ở mẫu, các bạn nhìn này. Hay đi. Mẫu của mình là bậc mấy? Thầy để 3 chấm luôn giấy mẫu, không cần phải làm gì nữa, mình nhận được kết quả giới hạn rồi đấy. Tại vì sao thầy giải thích nhá. Bình thường em sẽ làm một bước rút bậc cân chất ra bên ngoài đúng không? Trên tử là bậc mấy? Bậc 1 xử rồi. À thôi, bậc 1 là vớ vẩn. Không có x lấy x mũ mấy? Bậc 0. Anh soạn đầu tiên là bậc mấy? Bậc 2. X mũ 3 rút ra ngoài căn bậc 3 là x chưa? X nhân x bình, à x nhân x là x gì? X bình, bậc x bình đúng không? Bậc 2 này. Nào nhìn này, x mũ 3 căn bậc 3 thì là x đúng không? Bình phương lên bậc 2 chưa? Số hạng thứ nhất, bậc cao nhất bậc 2, số hạng thứ 2 là bậc cao nhất vẫn là bậc 2, số hạng thứ 3 là bậc cao nhất bậc 2, tóm lại bậc giấy mẫu là bậc mấy? Bậc 2. Bậc 2 thì tôi cần làm giới hạn làm gì nữa? Bởi vì hàng đây này, bậc tử chứ bậc mẫu làm sao đây? Bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu thì kết quả giới hạn bằng mấy? Bằng 0. Có hiểu ý thầy nói không ạ? Tức là các bạn không cần xét, giáo viên nhìn vào đây sẽ biết là à đây trên tử là một giấy mẫu là tiền đến vô gì? Vô cùng. Vậy thì toàn bộ cái này bằng mấy đây? Các bạn ghi không đây là được điểm luôn này. Ok chưa? Thế còn anh này, anh này mình vẫn phải làm nốt này là chia gì? Trên tử có một số hạng thôi thì chia tới x đi chưa? Cả cái thằng này tích thì là tính ra một số hạng nhá. Hai số hạng bởi vì còn là cộng đúng không? Nào kết quả này. Trên tử là trừ mấy? Trừ 1. Căn 4 là mấy? 2 cộng 2. Vậy kết quả bài này là âm 1 phần gì? Phần 4. Được chưa? Các lớp hiểu con này chưa? Rồi, chưa vừa này. Cái đề cương Việt 3 đâu nhỉ, đưa đây. Đề cương của bạn này là toàn cái dạng x liên tới một hàng số thôi. Mai thì sẽ chữa. Ở môn 10 có một đề rồi. Đề 2 còn lưu không? Thực ra câu này vẫn bấm được. Đấy, thầy sẽ chữa bản chất xong rồi thầy sẽ hướng dẫn các cách bấm luôn. Nào các em nhìn thấy mặt đâu thầy đầu tiên ý A là cho A ra bao nhiêu? Ý A ấy. A bằng trừ mấy? Trừ 6. B A bằng mấy? 10. Và C A bằng trừ mấy? Trừ 10. Và D. Được chưa? Bơ thì nói cách bấm máy trước nhá. Cái tư duy bấm máy là như này này. Là ví dụ bài này người ta không có A thì mình vẫn bấm là CALC với X là bằng mấy số 9 đấy? Âm 1 số 9 đúng không?
Thế bây giờ không có ai thì tôi lấy A từ 4 đáp gì đấy? 4 đáp án tôi thử vào. Hiểu thế không nhỉ? Ví dụ em thay bấm máy tính đi, thay A bằng đáp án A và trừ mấy đây? Trừ 6 vào đây. Thay trừ 6 vào. Bấm đi. Căn bậc 2 của x bình trừ 6x cộng 5 cộng x. Căn bậc 2 của x bình trừ 6x cộng 5 cộng x. K với âm 1 số 9. Có ra số gì 5 không? Bấm đi kê. Ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu ạ? 3. Đúng không? 3. Đúng là 3 không? Hay ra bao nhiêu đây kê? Bây giờ người ta hỏi A mà đáp án cho A rồi đúng không? Thì mình thay A vào đề bài. Mình bấm máy tính như bình thường bằng 5 thì mình khoanh luôn. Đúng không? Bằng 5 thì là đúng hơn gì nữa. Nào đáp án A thay vào thì giới hạn này ra bao nhiêu kê? 3 đúng không? Tuấn. Xong mỗi thằng bấm ra một đáp án này. Nam bấm này phát ra nào. Thay đáp án A bằng trừ 6 ở đây can với các âm 4 số 9 ra bao nhiêu? Đây, đáp án A vào đây. Âm 4 số 9. Không thể biết rồi, bấm cho thầy xem ra bao nhiêu. E ra 3. Thằng lỗi thằng 3 không hiểu bấm kiểu gì chứ không phải bấm máy đâu mà. Chia bao nhiêu? Đáp án này cho gì? Cho A rồi. Đúng không các em? Thì cái nguyên lý đấy, chúng ta bấm máy tính rất đơn giản là chúng ta sẽ thử gì? Thử A vào, chúng ta bấm máy tính. Có hiểu ý thế đó không ạ? Bây giờ đầu tiên chúng ta bấm như sau. Căn bậc 2 của x bình cộng A cộng 5 đúng không? Nào từ từ, nhìn vào 4 đáp án. Đáp án A là bằng trừ mấy? Vậy ta thay vào sẽ là trừ 6x. Bỏ xóa dấu cộng đi. Trừ 6x cộng 5. Rồi ở ngoài là cộng x. Không nhờ? X tiến tới âm vô cùng đúng không? Vậy chúng ta ca đây mấy số 9? Âm 4 số 9. Các bạn thấy ngay kết quả xấp xỉ 2,9 có bằng 5 không? Vậy đáp án A gì đấy? Được chưa? Đấy. Từ từ, tương tự đáp án B. Bạn chỉ cần thay hệ số x thôi. Là mấy? 10. K thì vẫn để nguyên đúng không? Vẫn là âm 1 số 9 thôi. Không phải sửa gì cả, ấn dấu bằng luôn. Trừ 5, đề bài là 5, đáp án là trừ 5 sai chưa? Vậy đáp án B gì đấy? Sai. Đó. Nào, trừ 10. Đáp án C. K đấy, vẫn âm 1 số 9. Đáp án C chưa? Đấy là các bạn may mắn thôi. Còn nếu mà người ta cho các bạn thêm tham số A, tức chính cái bài khó là cho MN vào đây nhá. Ví dụ ở đây là A, đây là B nhá, là các bạn toang chưa? Người ta hỏi tổng của A của B bao nhiêu, tích của A B bao nhiêu, các bạn có làm được bằng máy không? Thế thì bây giờ là tại đấy là lý do tại sao mình phải bản gì đây? Bản chất. Đúng là sai, được chưa? Thay A bằng trừ 6 là sai bởi vì đề bài yêu cầu ra mấy? 5. Được chưa? Nam, lúc em làm tay ra đáp án là gì? Trừ 10, làm ơn mình thử đáp án C của bạn Nam nhá. Trừ 10, các bạn thay trừ 10 đi, có ra bằng 5 không? Thế thì khoanh luôn đáp án gì đây? C, đây là mẹo của máy chưa? Nhưng nghe này, cái mẹo này không giúp em làm những cái bài như sau này. Người ta cho thêm số AB vào đây, thêm số B nữa, đấy chưa? Hoặc là những bài phức tạp hơn. Thế mà nghe mình hiểu bản chất này. Đầu tiên câu này hỏi các em có cân nhân đi được không đã? Mình tạm thời quên số 5 đi nhá, được chưa? Coi như một bài giải bình thường. Ok không ạ? Coi như bài giải bình thường. Đầu tiên thì hỏi là có cân nhân đi được không? Tuấn. Tại sao có? Tại sao không? Đầu tiên này, trong biểu thức trừ căn này bậc cao nhất là bậc mấy ạ? Bậc 2 đúng không ạ? Thì căn bậc 2 của x bình là gì? Chỉ số của gì đấy? X. Nhưng vì x tiến âm vô cùng đúng không? Thì phá ra có dấu trừ hay là giữ nguyên dấu? Trừ, đúng. Nào, x thì để nguyên trong đây. Nào trả lời cho thầy, mũ 1 giống nhau chưa? Mũ 1 giống nhau chưa? Hệ số là 1 như nhau rồi đúng không? Đúng không ạ? Nhưng thầy có dấu gì đây? Trừ. Hệ đây này. Các em hiểu đơn giản nhỉ, thằng này là nếu mà mình đảo lại nhé, mình đảo vị trí lại thì nó ra đúng là x chứ x không?
Nhân lên được chưa? Hệ số là 1, có dấu trừ bậc 1 như nhau chưa? Vậy thì tôi phải nhân liên hợp ngay từ đầu. Nào chúng ta nhân liên hợp nào. Em nhìn nhá. Nào để nếu mà thầy liên hợp thì sao? Nhớ này, A trừ B, à đây A cộng B đúng không các em? Thì liên hợp là A bình trừ B gì đấy? B bình. Bình phương lên mất căn này. X bình cộng AX cộng 5 này. Trừ đi x bình. Chia cho cái gì? Thế đây là A cộng B rồi. Thì liên hợp phải là chia cho A trừ gì đấy? A trừ B. Được chưa các em? Nào thì dừng vào đây ok chưa? Bây giờ mình cứ gọn nhá. Em có thấy x bình trừ x bình triệt tiêu không? Đúng không? Triệt tiêu. Nào bây giờ làm đúng theo phương pháp này. X tiến tới vô cùng là tôi phải rút bậc cao nhất trên tử ra ngoài và rút bậc cao nhất về mẫu ra ngoài. Đúng không các em? Thế bơ các em nhìn như này nào. Trên tử hiện tại còn mỗi bậc 1 thôi. Đúng không? Trên tử có mỗi bậc 1, bây giờ thì rút bậc 1 ra ngoài là rút x ra ngoài này. Thì trong này là A, x rút x ra là còn A. 5 chia cho x là 5 trên x. Dưới mẫu thì sao nào? Trong này x bình đúng không? Mình rút ra ngoài là trị tuyệt đối của x. Nhưng vì x tiến ra vô cùng thì phải là trừ gì đấy? Trừ x. Đó. Trừ x. Trong này thấy Giang là chia cho x bình này. 1. Nào đến đây thì Giang kết thúc bài này được chưa? Nào các em nhìn lên bảng nhá. Kết thúc bài này này. Đầu tiên, trên tử của nhân tử chung là gì đây? X. Đúng không? Dưới mẫu nếu thầy rút x ở đây ra ngoài và x ở đây ra ngoài thì cũng có x chưa? Đúng không em? X triệt tiêu x ở đây chưa? Tức là sẽ triệt tiêu x ở hai biểu thức này đúng không ạ? Đấy, thì triệt tiêu đi. Vậy kết quả giới hạn của tôi còn gì? Trên tử này hằng số trên vô cùng chưa? Là không. Vậy chỉ còn mấy đây? A. Dưới mẫu này có dấu trừ nhá. Mình phải có dấu trừ ở đây. Hằng số trên vùng là không nhá. Hằng số trên vùng là không chưa? Còn căn của mấy? Căn của 1 là mấy? 1. Dấu trừ thì để nguyên này. X triệt tiêu đi thì hệ số đây nó vẫn còn là mấy đấy? 1. Đúng không các em? Vậy đây là trừ 1 bằng 5. Vậy thì dưới mẫu là trừ mấy đấy? Trừ 2. Nguyên trèo lên. Vậy A sẽ bằng trừ mấy? Trừ 10. Câu này vẫn là câu dễ nhé. Bây giờ có B ở trong này mới là bài toán hoàn toàn khác. Hoặc B bên ngoài này. A trong này B bên ngoài cực kỳ khó luôn. Buổi sau thầy sẽ dẫn cho em. Cái bài buổi đấy mình phải học sau bài hàm số liên tục, được chưa? Thì còn những cái dạng bài khó chúng ta sẽ chữa nốt. Ok chưa? Các bạn chữa câu này vào đi nhá. Bao đi Hưng. Nào nhìn đi mà. Không, đề bọn em gì có mấy câu này nó trong đề của thầy. Câu này là cái đề mà tối mai thầy định chữa này, cái tờ giới hạn trong bấm máy tính ấy. Nghĩa là khi các em đã tự tin là làm hết mọi dạng bài giới hạn dạng bình thường rồi thì mới học sang cái dạng thừa tham số AB. Bơ, nhìn nhá câu này này. Câu này thầy sẽ phân tích coi, nếu mà thầy thì thầy sẽ bấm được máy luôn. Mặc dù đề bài nó trồng bấm máy. Bơ nghe nhá. Vẫn như mọi khi, câu chuyện đặt ra là có cái nhân liên hợp không? Mình không biết được nhân liên hợp hay không đúng không? Bởi vì sao? Hay là A gì? AX. Là x chưa? Tôi biết làm sao nhân liên hợp. Đúng không các bạn? Vậy là mình sẽ có mấy trường hợp đấy? 2. Trường hợp 1. Nếu nhân liên hợp thì sao đúng không các bạn? Và không nhân liên hợp thì sao đúng chưa? Bây giờ xét trường hợp không nhân liên hợp trước nhá. Để nhân liên hợp ý, thì A phải bằng mấy? 1. Đúng không? Vậy thì xét trường hợp A khác mấy?
khắc một trước. Có đúng không cả lớp? Nếu A khắc một là mẹo chứ nhá. Bởi câu này bản chất là câu trắc nghiệm mà. Là mẹo trước này, sau thì nó bản chất này, mẹo này. Trong cái biểu thức A cộng B, AX cộng B thì bậc cao nhất là AX chưa? Bởi chúng ta chỉ quan tâm bậc cao gì? Là AX. Trong thằng bậc 2 này bậc cao nhất là gì? X bình. Khai căn ra là gì? Chỉ quan tâm bậc cao nhất. Vậy thì dễ dàng giới hạn chúng ta tối giản chỉ còn AX với X chưa? AX chứ X chưa? Rồi. Rút ra. Rút ra. Thầy không ghi lin nhá, thầy không ghi lin đây nhá, hiểu không? Là A trừ 1. Đúng không các bạn? Được chưa? Khác, khác 1 chưa? Đảm bảo khác không chưa? Nhìn này. X tiến tới gì? Rồi. A trừ 1 là một thằng khác gì? Mà thằng này tiến tới gì? Đúng không? Vậy chắc chắn giới hạn bằng. Hiểu ý thầy nói rồi ạ. Một số nhân với cả vô cùng xảy ra vô cùng. Tại sao em lại không hiểu? Các lớp hiểu đoạn này chưa? Thầy nói là tất cả cái bước chúng ta trình bày đây đang là nháp nhá. Ok không ạ? Chứ không phải là trình bày bản chất tí nữa, thầy sẽ vẫn viết bản chất cho các bạn. Nhưng đầu tiên là đây có hai số hạng trừ với nhau, vẫn theo nguyên lý làm mẹo trắc nghiệm là chúng ta quan tâm bậc cao nhất, tức là thằng này chúng ta chỉ quan tâm AX thôi. Thằng này cả cái thằng căn tôi chỉ quan tâm bậc cao nhất là X bình, và căn bậc 2 X bình là X chưa? Chúng ta thu gọn chỉ quan tâm là AX trừ X, tìm giới hạn của biểu thức này. Đúng chưa? Rút X ra bên ngoài có phải A trừ 1 nhân X không? Được chưa? Thầy đang xét trường hợp không nhân lên hợp, tức là hệ số nó khác nhau rồi gì? Rõ ràng kết quả vô cùng thì làm sao bằng 5 được? Hiểu không ạ? Loại trường hợp A khác trừ 1, à A khác 1 đi. Vậy thì nếu thầy Giang làm trắc nghiệm suy ra luôn A bằng 1, chắc chắn nó phải ra trường hợp này. Tìm trong A rồi đấy. Đúng không em? Bởi đến đoạn hay nhất này bằng máy tính tìm B xong bài này. Chắc chắn là A bằng 1 chưa? Bởi vì tôi suy luận như này, nếu A khác 1 không thỏa mãn mà A bằng 1 không thỏa mãn thì bài này làm quái qua. Mà không qua tìm làm sao được tổng S, đúng chưa? Để tìm được tổng S thì phải tìm được A. Từ đấy suy ra A phải bằng 1. Thầy còn không thèm kiểm tra là A bằng 1 có đúng hay không nữa, bởi vì chắc chắn A phải bằng 1 rồi. Được chưa? Tư duy là mẹo đấy. A bằng 1 rồi thì các bạn thay vào đây. Ừ. Lấy máy tính ra đi còn gì nữa các bạn trẻ. Lấy máy tính ra. Anh Đức một anh trợ giảng lên đây bấm đây. A bằng 1 nhá. X cộng B. Tại vì sao thầy lại bảo bấm nước máy? Thì các bạn tập trung nhìn này. Ở đây của tôi có mấy số hạng riêng biệt? 3 số hạng riêng biệt. Được chưa cả lớp? Thế thì B ở đây giới hạn, B là một hàng số mà các em. Thì B luôn luôn là giới hạn của nó là chính gì? Vậy thì ta chỉ cần check giới hạn của hai cái thằng còn lại, đúng không các bạn? Hiểu chưa? Vậy tức là chúng ta sẽ đi bấm máy tính X trừ căn này xem ra bằng bao nhiêu. Được chưa? Nào. Ờ. Em bấm ở đây này. Thì đây thì bấm làm sao bên này nó bị vững chứ. Thì cái góc này là, đây này em quay lùi sang bên này một tí. Quay làm bây giờ nghe thì nó lại này. Sau khi chúng ta dựa vào cái gọi là mẹo, chúng ta chắc chắn ra A bằng 1 đúng không các em? Thì mình thay vào đây có phải là A bằng 1 không? Được chưa? Vậy bây giờ câu chuyện là gì? Câu chuyện đi thì B thì thầy suy luận như này này. B là một hằng số giới hạn của B khi x tiến tới vô cùng. Bài này là âm vô cùng đúng không? Thì thằng B này làm gì có x đâu. Cho nên là x tiến tới đâu thì nó vẫn bằng B chưa các bạn? Vậy tức là thầy chỉ cần biết giới hạn của x trừ đi thằng này là xong rồi gì? Các bạn nhìn ngay thằng này chắc chắn phải nhân lên hợp này. Bởi vì ở đây là x, ở đây là rút ra là x chưa? X trừ x đúng không? X trừ x. Bậc 1 như nhau. Đấy. Đúng không? Căn bậc 2 của x bình là x mà. Cái này thầy nói mãi rồi đúng không? X trừ x chắc chắn lên hợp, nhưng mà thôi, không cần mất thời gian. Bấm nào. X trừ căn bậc 2 của x bình trừ 6x cộng 2. Căn với 4 số 9.
À, âm 4 số 9, âm vô cùng. Bằng bao nhiêu? Trừ 2000. À, quên mất nhở. Bài này là âm vô cùng à? Nếu mà âm vô cùng nhá, thế thì ở đây nếu mà để liên hợp được ý, thằng này nó phải là trừ 1. Thế thì thôi để cho đẹp nhá, quên mất đấy. Nó không phải là 1 các bạn, mà phải là trừ 1 mới đúng. Đúng chưa? Bởi vì nếu là, các bạn nghe này, nếu thằng này là 1 ý, nhìn này, x trừ đi x. Đấy, đoạn này cũng là lỗi luôn, chúng ta chưa kiểm tra dấu, bởi vì lỗi chúng ta chưa làm bước liên hợp mà. Nhìn này, nếu mà x tiền đấy âm vô cùng nhá, thì có phải thằng này là gì? Âm vô cùng đúng không? Nhưng để cái đoạn này, rút x bình ra, x tiền đấy âm vô cùng phải là trừ gì? Hiểu với thầy không? Thì thằng này sẽ là trừ đi trừ x. Thì là x cộng x chưa? Nó không phải dạng nhân hợp đúng không? Vậy thì chúng ta phải suy luận lại đoạn này. Nghe này, lại một lần nữa, lúc lấy của chúng ta rút ra bị sai. Vậy thì để bài này nó đẹp nhá, thầy xin phép sửa lại đề một chút là dương vô cùng, để chúng ta đỡ phải sửa lại. Hiểu cái thầy nói chưa? Tí nữa thầy sẽ nói trường hợp âm nhá, bơ cứ sửa lại dương vô cùng đã. Ok, mọi thứ đến đoạn này vẫn là chuẩn rồi. Đấy, sửa lại đây là x sẽ đến tới dương, tiền tới dương vô cùng. Còn đoạn này thì mình không biết dấu, không biết dấu thằng anh như nào. Đấy, tóm lại trường hợp A vẫn ok, vẫn mọi thứ vẫn như thế, sửa lại mỗi là x tiền đời dương vô cùng. Để nó đang đúng theo cái chúng ta đang làm. Rồi, bây giờ can với cả 4 số 9 đi. Lại nhá. Ra bằng mấy? Ra bằng mấy? 3, đúng chưa? Rồi, vậy thì chúng ta nói lại một lần nữa này. Thầy sửa lại đề đoạn này là dương vô cùng. Đấy, thì khi bạn rút x bình ra thì nó mới là gì? X. Thì chúng ta mới làm biện luận như lúc nãy, được chưa? Đấy, lúc nãy chúng ta biện luận sai là rút ra nếu mà âm vô cùng ý, thì đây phải là trừ x, thì nó không phải dạng nhân hợp. Khi đây chúng ta biện luận cái thằng này không phải là a nữa, mà phải là a bằng trừ mấy? Trừ 1. Đấy, nhưng mà thôi, ok nhá. Đến đoạn phê nhất này, b là trình nó chưa? Hai thằng này trừ đi nhau là mấy? Thế thì cần gì phải liên hợp để tìm b đâu các em? Vậy ra b bằng mấy? 2, xong bài. Nhanh không? Xong chưa? 1 cộng 2 là mấy? À, 1 trừ 2 là mấy? Trừ 1. Vậy nếu các bạn đi khoanh đáp án thì đáp án S sẽ là trừ mấy đây? Hiểu đoạn này chưa ạ? Hiểu cách bấm chưa? Như các em chỉ làm được điều này khi B nó nằm bên ngoài biểu thức căn thôi. Hiểu ý thầy nó không ạ? Nếu B nằm trong căn bắt buộc các bạn phải nhân lên gì? Cho nên là cái việc các bạn hiểu bản chất nó rất quan trọng nhá. Đề này, cái dạng này đi thi trong đề đã hiếm rồi. Mà mình biết làm sao được giáo viên cho đề là B nằm ngoài hay nằm trong căn. Hiểu thầy nói chưa? Vậy bây giờ thầy sẽ nói cách làm bản chất tại sao ra B bằng 2 nhá. Bơ dừng lại 30 giây, các bạn cho Zoom hiểu comment số 6. Các bạn khác còn thắc mắc gì ở đoạn này không ạ? Thầy nói nốt cái dạng này đi, còn tập trung tối ngày mai các bạn xem, các bạn sẽ xem từ A đến Z. Hiểu mẹo chưa? Ok chưa? Bơ nốt bản chất nhá, tại sao đúng không? Ở đây thầy làm mẹo nhưng mà tại sao này là B bằng 2 các bạn nhìn đây. Em quay mày quay xem bên này nhá. Ngắt đi, bắt được từ đây này, đổ về này. Nốt đây, 5 phút nữa xong rồi. Được rồi. Nếu mà chúng ta lỗi thể giải thích tự luận không? Nó làm một lần nữa này, theo cái mạch để cho các bạn dễ hiểu nhá. Đầu tiên là mọi khi là các bạn gặp câu này là bạn sẽ rút căn x ra ngoài. Đấy, sửa lại đề rồi thì căn x là x chưa? Ở dạng hiệu chưa? Nhưng chưa biết liên hợp hay không? Bởi vì là A có bằng 1 hay không? Nếu A khác 1 thì không cần liên hợp. Còn A bằng 1 thì đúng dấu hiệu nhân liên hợp rồi. Vậy trường hợp đầu tiên thầy xét A khác 1. Và thầy đã chứng minh như lúc nãy là gì đây? Nếu A khác 1 ý, thì biểu thức này chúng ta chỉ còn quan tâm là A mũ x. Thằng này chỉ còn là x thôi. Và rút x ra ngoài thì là x nhân A trừ 1 chưa? A là một hàng số khác không? Bởi vì A đã khác 1 thì A trừ 1 sẽ khác không? Một hàng số bất kỳ. Còn x tiền đề dương vô cùng chưa? Hằng số nhân dương vô cùng tôi không cần biết dấu là âm hay dương, nhưng kết quả là vô cùng. Nó ngược lại đi với đề bài người ta cho bằng 5. Hiểu ý thế nó không ạ? Vậy trường A bằng A khác 1 chúng ta gì đấy? Loại. Được chưa? Thế tiếp theo mà A bằng 1 thì sao? A bằng 1 thì đúng dạng vô định rồi. Bởi vì là dấu hiệu là gì? 1 bằng 1, hệ số bằng nhau, bậc 1 giống nhau ở dạng hiệu. Vậy thì chúng ta tiến hành liên hợp. Đoạn này hôm nọ thầy live stream ấy, cái video thầy đăng ở trên TikTok hơn gần 1000 like rồi. Thì hôm đấy thì quên mất rằng B chúng ta vứt ra ngoài cho dễ làm. Thì lại liên hợp cả B và thì nó hơi khó làm. Hiểu thế nào không ạ?
B các bạn vứt ra ngoài, bạn chỉ được thằng bên gì đây? Bên trong. Tức là x trừ đi thằng này thôi. Hiểu cái thể chưa? Vậy cái kết quả giới hạn này chúng ta sẽ làm như sau này. Lim này, x tiến tới dương vô cùng này, B thì để nguyên nhá, cộng với liên hợp hai thằng này là A trừ B chưa? A lớn trừ B lớn nhá, không phải B nhỏ nhá. Đấy, thì là gì? A bình x bình trừ căn bình được chưa các bạn? Liên hợp thì ta phải chia cho đúng không? Chia cho cái gì? X cộng với căn bậc 2 của x bình trừ 6x cộng 2 phải bằng mấy? 5. Được chưa cả lớp? Đây là xong rồi, mình làm như mọi khi thôi. X bình chữ bình hết chưa các em? Hết, đúng không ạ? Chúng ta sẽ rút bậc cao nhất là x ra bên gì? Bên ngoài. Vậy chúng ta sẽ còn là b cộng với, nào có dấu trừ nhé các bạn nhé, có dấu trừ này thì đảo dấu này, rút x ra thì ở đây chúng ta còn 6 trừ đi 2 trên x. Nào dưới mẫu này chúng ta có x bình rút ra ngoài chưa? Thì chúng ta còn x cộng với cả x. Được chưa cả lớp? Thông chưa? Cái gì? Ờ nhờ quên mất 2 trên x bình. Rồi kết quả xong rồi đấy. Nào nhìn này, B là hằng số là trình nó chưa các bạn? X trên tử triệt tiêu với 2 soạn dưới mẫu chưa? Trên tử có một số hạng thôi nhá, ở dưới mẫu có 2 soạn thì cứ chia lần lượt tất cả các soạn cho x. Thầy gạch đi, tức là trong đề bài các bạn phải làm một bước nữa là bạn xóa đi nhá. Đấy, thầy làm tắt thôi. Thầy là mấy? 6. Giới hạn ở đây là mấy? 1. Thầy là mấy? 1. 1 cộng 1 là mấy? 2. Thế có đúng vậy chúng ta phải làm mẹo không? 6 chứ 2 là mấy? 3. Vậy 5 chừng 3. Các em hiểu bài này chưa? Vậy cái cách làm lúc này nếu mà một câu trắc nghiệm các em nào làm nhanh hơn? Rồi sang cách bấm máy.